Tapos isang 7 kay yung manili tapos damdam. Tại mình cái cổ HD mới chưa đấy. No, bài đó là non, non, c'est parce que j'essaie de mettre des combles. Oh, sinon, c'est pas grave, hein. C'est pas... On peut faire avec le petit. C'est pour vous. Moi, je vois juste. Okay, merci. Bien, ben, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dernier jour, on va parler des traitements du syndrome d'apnée obstructive au cours du semaine. Et on va parler surtout, presque seulement, du traitement principal, le traitement de référence, du moins des formes les plus sévères, qui est le traitement par la CPAP, par le PPC, en français, pression positive continue. Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục bài giảng với một cái chủ đề, đó là điều trị về hội chứng ngừng thở tắc nghẽn khi ngủ. Và trong bài này thì tôi sẽ chủ yếu nói với các bạn về các cái nguyên tắc, các cái chỉ định và với những cái phương pháp điều trị chính mà trong đó chúng ta quan tâm, đó là phương pháp thở máy áp lực dương liên tục. Ça c'est le rappel une dernière fois de ce qu'on a dit plusieurs fois déjà, hein, que le syndrome d'apnée obstructive se définit par deux série de deux critères, pardon, des critères cliniques avec la somnolence diurne et d'autres symptômes sur lesquels je ne reviens pas, et un critère lié à l'enregistrement polygraphique polysomnographique avec un index d'apnée supérieur à 5 par heure. Và tôi sẽ nhắc lại với các bạn một chút về cái định nghĩa của hội chứng ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn mà chúng ta đã nói với nhau rất là nhiều qua hai buổi vừa rồi. Đó là cần phải có cái tiêu chuẩn, đó là buồn ngủ ban ngày quá mức và kèm theo là thọ là hai trong số các cái triệu chứng được mô tả, được liệt kê ở phía trên. Và một trong những cái tiêu chuẩn bắt buộc phải có để chẩn đoán hội chứng ngừng thở khi ngủ, đó là khi mà tiến hành đo đa ký thì có ít nhất là 5 cơn ngưng hoặc là giảm thở trong vòng 1 giờ ngủ. Donc, je passe très rapidement sur les conséquences physiopathologiques et les conséquences en termes de comorbidité de cette maladie, avec notamment les complications cardiovasculaires que cela peut entraîner, hypertension, troubles du rythme, accidents vasculaires, ischémiques, myocardiques, cérébrales, etc. Sinh lý bệnh của hội chứng ngừng thở khi ngủ, đầu tiên là chúng ta sẽ phải kể đến các cái hậu quả về bệnh lý tim mạch, ví dụ như tăng huyết áp, loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim hay là các cái tai biến mạch máu não. Alors le traitement de référence des formes les plus sévères symptomatiques, c'est donc la pression positive continue, la CPAP, qui reste aujourd'hui le traitement principal de cette pathologie. Và với trong những cái phương pháp điều trị của hội chứng ngừng thở khi ngủ thì cho đến nay thì cái phương pháp là thông khí áp lực dương liên tục cùng với cả cái master vẫn là một cái điều trị mà phổ biến và hiệu quả nhất. Donc rappelez la publication Princeps de Colin Sullivan en 1981, donc qui a été le premier à mettre en évidence l'efficacité de ce type de traitement. Le SAOS est une maladie très ancienne qu'on connaît depuis
toujours, qui a été identifié comme pathologie dans les années 1970, on l'a dit, mais ce n'est qu'en début des années 1980 qu'avec les travaux de Colin Sullivan et son équipe qui est apparu le traitement efficace de cette maladie. Nói lại một chút về cái lịch sử của cái điều trị bằng phương pháp thông khí áp lực dương này, thì đồng nghiệp của chúng tôi là bác sĩ Sullivan đã phát triển cái theo dõi, xin lỗi, cái điều trị bằng thở máy thông khí áp lực dương này từ những năm 1981. Các bạn đã biết rồi là cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này đã xuất hiện từ rất là lâu, mà chúng ta đã biết được đến qua các bài học vừa qua, đó là hội chứng ngừng thở khi ngủ thì nó được phát hiện từ những năm 1970, và như vậy mà phải cho đến năm 1980-81 thì đồng nghiệp của tôi thì mới bắt đầu phát hiện và phát triển cái và điều trị bằng theo dõi áp lực dương như này, và bắt đầu mà có những cái hiệu quả trong những cái bài báo được công bố. Sullivan avait bien montré chez ses premiers patients comme celui-ci, atteint d'un syndrome d'apnée obstructive sévère avec d'importantes désaturations nocturnes, un sommeil très perturbé, que l'application de cette pression positive permettait de supprimer les événements respiratoires obstructifs, de supprimer les désaturations et de permettre de retrouver un sommeil bien organisé, de bonne qualité, avec un rebond de sommeil paradoxal ici chez ce patient. Và đây là cái bệnh nhân đầu tiên mà bác sĩ Sullivan đã điều trị. Thì các bạn có thể thấy rằng đây là một bệnh nhân ngừng thở khi ngủ rất là nặng, với cả cái độ giảm bão hòa oxy máu rất là nhiều ở trong đêm, cùng với đó là cái miên đồ về giấc ngủ. Chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân có các cái rối loạn về các cái giai đoạn giấc ngủ của bệnh nhân, và khi được điều trị thì chúng ta thấy rằng là với cái việc mà điều trị bằng máy không khí áp lực dương, máy CPAP, thì đã loại bỏ được hầu hết các cái cơn ngừng thở, giảm thở của bệnh nhân và tái lập lại được cái cấu trúc giấc ngủ của bệnh nhân. Và ở đây quý vị có thể thấy là bệnh nhân đã bắt đầu có các giai đoạn REM nhiều hơn. Donc le principe c'est l'application précisément d'une pression positive continue, d'un flux d'air qui va circuler au niveau du nasopharynx, qui va exercer une pression positive sur les voies aériennes supérieures et maintenir ces voies aériennes ouvertes et éviter les apnées, les hypopnées. Và về nguyên tắc của điều trị thì máy áp lực dương, tức là ở tiếng Pháp là PPC và tiếng Anh đó là CPAP. Thế thì cái câu chuyện là về nguyên tắc ở đây đó là cái máy thở nó sẽ cung cấp một cái áp lực dương liên tục, và cái áp lực dương này nó sẽ tạo ra giống như là một cái thanh nghẹt về không khí để có thể giúp cho cái đường thở của bệnh nhân bị hẹp nó có thể được mở ra. Là, c'est une des publications anciennes également de l'équipe Sullivan, reprise par les grenoblois en France après, qui montre bien que selon le niveau de pression, on va avoir une ouverture de plus en plus importante des voies aériennes supérieures en montant la pression ici de 0 à 5 à 15 cm de. Và đây cũng là một trong những cái phần thưởng của cái bài báo đã được đăng tải rất lâu ở cái ekip của cái ông Sullivan đấy. Thì các bạn có thể thấy rằng là với những cái áp lực dương nó tăng dần từ 0 đến 15 cm nước thì cái đường thở của họ cũng sẽ được mở rộng ra theo. Donc on dispose actuellement, on y reviendra, d'appareils qui permettent de régler la pression soit en mode autopiloté entre, avec une fourchette généralement entre 4 et 20 cm H2O, ou de régler en mode à pression constante avec une pression fixe. Và để cài đặt cái áp lực dương liên tục này thì chúng ta sẽ có hai cái phương pháp cài đặt. Một đó là phương pháp cài đặt là áp lực tự điều chỉnh, là với cái mức áp lực khoảng từ 4 đến 20 cm nước, hoặc là chúng ta có thể cài đặt áp lực khẳng định, tức là cố định một cái mức áp lực thôi. On peut généralement, on le reverra, on commence par une pression autopilotée avec une pression minimum. Il n'y a pas de règle précise, hein, mais à 4 ou 5 cm d'eau, et une pression maximum. Là non plus, il n'y a pas de règle précise, on y reviendra, mais généralement qu'on met à 10 ou 12 cm d'eau et qu'on peut augmenter ensuite. Và ban đầu bao giờ chúng ta cũng sẽ cài đặt bằng một cái áp lực, đó là tự điều chỉnh. Cái áp lực tự điều chỉnh này chúng ta sẽ chọn là cái mức áp lực bao nhiêu thì nó sẽ tùy thuộc. Thông thường là ở cái mức dưới thì chúng ta có thể chọn là khoảng 4 đến 5 cm nước, ở mức trên thì chúng ta có thể chọn là 10 đến 12 cm nước, và sau đó thì tùy theo đáp ứng bệnh nhân thì chúng ta có thể tăng cái áp lực này lên. Donc les algorithmes de l'appareil vont
analyser la respiration du patient par rapport à la respiration de base en début de nuit et vont adapter, comme ici on le voit, monter progressivement leur pression. Pardon. Généralement par palier de 1 cm d'eau jusqu'à atteindre la pression efficace qui permet d'éviter les événements obstructifs. Và trong cái mức mà áp lực dương liên tục mà chúng ta cài đặt là mức tự động thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở khởi đầu về ban đêm thì bệnh nhân sẽ có một cái mức áp lực mà chúng ta cài đặt thì là nó cũng thấp thôi, sẽ cùng với cả cái mức áp lực mà chúng ta sẽ cài đặt. Nhưng mà tuy nhiên vào ban đêm khi mà các vẫn còn có các cái cơn ngừng thở thì cái mức áp lực này nó sẽ tăng lên khoảng 1-2 cm nữa để đảm bảo làm sao cho cái mức áp lực này nó có thể xóa được hết các cái cơn ngừng thở và giảm thở của bệnh nhân. Le but de ce traitement, c'est bien sûr de faire disparaître tous les événements respiratoires, apnée, hypopnée, limitation de débit inspiratoire, comme on a vu hier, et même ronflement, hein, qui était le meilleur signe clinique, le premier signe clinique d'efficacité de ce traitement. Là phải làm sao xóa hết được các cái sự kiện hô hấp bao gồm có các sự kiện ngừng thở, giảm thở, các cái giới hạn về lưu lượng thở và cái sự kiện ngáy của bệnh nhân. Bên cạnh đó thì phải có được những cái hiệu quả cải thiện về mặt lâm sàng. Ví dụ như bệnh nhân buồn ngủ thì bệnh nhân sẽ hết buồn ngủ. Donc les appareils vont détecter les différences, les signaux respiratoires et puis je dis répondre en montant la pression progressivement, donc aux différents événements dont on vient de parler, limitation de débit, ronflement, etc. On voit ici la montée progressive de la pression sur l'appareil réglé en autopiloté. Và cái nguyên tắc của cái máy thở mà áp lực dương tự điều chỉnh này là gì? Thứ nhất là nó sẽ phát hiện ra các cái tín hiệu hô hấp và tạo ra được các cái đáp ứng phù hợp dựa trên những cái thuật toán của nó. Ví dụ như là bệnh nhân thở bình thường hay là bệnh nhân có các cái giới hạn lưu lượng thở hay là bệnh nhân ngừng thở thì nó sẽ cung cấp các cái mức áp lực khác nhau. Có thể là các cái áp lực này nó sẽ tăng dần để có thể xóa được các cái cơn ngừng thở, giảm thở của bệnh nhân. Le principe est le même pour toutes les marques d'appareils. Cependant, chaque fabricant a son propre algorithme qu'on ne connaît pas généralement. Donc, parfois, c'est très rare, mais si un type d'appareil ne convient pas à un patient, on peut essayer de changer de marque. L'algorithme étant un peu différent, parfois, on a plus d'efficacité en changeant de marque. Bon, c'est assez rare. Và với mỗi một cái hãng máy thở hay là mỗi một cái hãng công ty máy thở thì sẽ có một cái thuật toán riêng để có thể cài đặt làm sao để xóa được những cái cơn ngừng thở, giảm thở này cho bệnh nhân. Và hầu hết thì các cái thuật toán này thì nó cũng có sự tương đồng nhưng mà đôi khi có một những cái sự khác biệt nhỏ. Và nếu như mà một bệnh nhân của chúng ta mà không dung nạp với một cái loại máy thở, một cái hãng máy thở này thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi sang một cái hãng máy thở khác bởi vì là có một đôi khi là sẽ có một chút sự thay đổi về thuật toán trong đó. Donc on va commencer par le traitement en réglant l'appareil en mode autopiloté, donc qui permet de faire ce qu'on appelle une titration, c'est-à-dire de déterminer le niveau de pression efficace. Et ensuite, on va en parler aussi, on peut soit régler l'appareil en mode à pression fixe, soit le laisser en mode autopiloté. Với cái PPC mà áp lực tự điều chỉnh như thế này thì các cái chỉ định về mặt lý thuyết của chúng ta là đầu tiên chúng ta sẽ phải cài đặt một cái áp lực nó giống như là một cái khởi đầu điều trị. Sau đó thì dựa vào cái áp lực khởi đầu điều trị này thì là một là chúng ta sẽ cho bệnh nhân tiếp tục thở cái mốt đó là mốt tự điều chỉnh hoặc là cũng có thể dựa vào đó để có sự lựa chọn về một cái áp lực cố định. Donc il n'y a pas de règle ni de consensus pour savoir s'il faut mettre les patients en mode au long cours, en mode autopiloté ou en mode à pression constante. Cependant, il y a une étude française qui s'appelle Predivarius, qui a été réalisée, une étude randomisée contrôlée, qui a été réalisée il y a presque 10 ans déjà, qui n'est toujours pas publiée, qui est en cours de publication, qui a porté sur 800 patients environ.
et qui a montré qu'il n'y avait pas de différence à moyen terme chez les patients mis en pression constante ou en pression autopilotée. Pas de différence de tolérance, pas de différence d'observance, pas de différence d'efficacité. Và ở đây thì chúng ta không có một cái quy trình cũng như là không có một cái nguyên tắc nào để giúp cho chúng ta là lựa chọn cho bệnh nhân là thở máy áp lực cố định hay là thở máy áp lực tự động điều chỉnh. Bởi vì là cũng có một cái nghiên cứu của Pháp mặc dù là đang trong quá trình được công bố thôi và cũng chưa được public là một cái nghiên cứu mà ACT trên gần 800 bệnh nhân thì thấy rằng là khi mà chia thành hai nhóm là một nhóm điều trị bằng áp lực cố định và một nhóm điều trị bằng cái áp lực tự động thì thấy rằng là nó không có sự khác biệt, không có sự khác biệt về mặt dung nạp, không có sự khác biệt về mặt tuân thủ điều trị cũng như là về hiệu quả. Quand on met en place ce type de traitement, il faut expliquer au patient que sa respiration va rester libre. Sa respiration reste libre. Sur la respiration vient s'ajouter un flux d'air qui circule au niveau du nasopharynx et qui ne pénètre pas, ou très très peu, ni dans les voies aériennes inférieures, ni dans les voies digestives, très très peu. Và về mặt nguyên lý cái không khí áp lực dương này nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ cung cấp một cái luồng khí mà đi qua cái đường hô hấp trên, giúp mở cái đường hô hấp trên và cái đường khí mà thổi vào này thì nó cũng sẽ rất là ít đi xuống cái đường hô hấp dưới và nó cũng rất là ít đi xuống cái đường tiêu hóa của bệnh nhân và chủ yếu cái tác dụng của nó là nó mở cái đường hô hấp trên thôi. Donc ce n'est pas une ventilation, c'est une attelle, comme on dit, c'est un soutien pneumatique. Cette pression positive, il faut expliquer ça au patient, notamment pour pas qu'il s'inquiète si son appareil s'arrête. Ça va pas l'empêcher de continuer à respirer. C'est pas une ventilation. Và câu chuyện ở đây là không phải là cái máy nó sẽ thở giúp bệnh nhân mà bệnh nhân người ta vẫn thở như bình thường, người ta vẫn thở với cả nhịp thở tự do của người ta và cái máy thở này thì nó sẽ cung cấp một cái áp lực, nó cũng không hẳn giống như là một cái không khí giống như trong thông khí xâm nhập mà nó sẽ cung cấp một cái áp lực nó giống như là một cái thông nẹp về không khí để mở cái đường thở, mở cái đường hô hấp trên của bệnh nhân ra thôi. Une autre question que posent souvent les patients, c'est de savoir si ce traitement va permettre de rééduquer en quelque sorte les muscles dilatateurs du pharynx, si ça va traiter la maladie et empêcher qu'elle et demande s'ils pourront se passer de l'appareil ensuite. Bon. Souvent, les patients demandent souvent s'ils pourront arrêter l'appareil, si ça fait une sorte de rééducation. Và đôi khi thì bệnh nhân của chúng ta sẽ có một cái câu hỏi rằng là nếu như mà người ta dừng cái thở máy này thì liệu là người ta có bị lặp lại những cái triệu chứng như trên hay không? Alors, ça, non, la réponse est non, mais le flux d'air va quand même stimuler les récepteurs nasopharyngés et le traitement va permettre de diminuer l'œdème qui existe au niveau du nasopharynx. Donc, on aura toujours besoin d'une pression, mais parfois d'une pression moins importante au fil des semaines et des mois avec le traitement. Và ở đây câu chuyện là cái đường hô hấp trên của bệnh nhân là nó sẽ bị hẹp do là cái cơ giãn ở cái vùng hầu họng này nó bị giảm trương lực cơ. Vậy thì khi mà bệnh nhân ngừng thở máy thì tất cả các cái triệu chứng cũng như là cái sự hẹp của cái đường hô hấp trên này nó sẽ bị tái lập trở lại. Donc le dispositif, vous le connaissez, je pense très bien. Un appareil, avec, on y reviendra, une annexe humidificateur qui permet d'humidifier l'air qui sort de l'appareil. L'élément essentiel, on va le voir, de l'appareil, c'est une turbine qui prend l'air extérieur, qui rejette l'air, et l'air qui sort, il est plus froid et plus sec que l'air extérieur. Donc, on utilisera, on va voir dans quel cas, on utilisera l'humidificateur si le patient ressent de la sécheresse au niveau du nez, de la gorge. Và đây là một cái ví dụ về cái máy thở thông khí áp lực dương của bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng là về mặt cấu tạo thì nó sẽ có những cái bình làm ấm ở đây và về mặt nguyên tắc thì cái máy này nó sẽ lấy không khí từ bên ngoài, nó thông qua một cái túc bin, một cái động cơ và nó sẽ nhả lại một cái áp lực không khí và cái áp lực không khí này nó sẽ khô và lạnh hơn so với cả cái không khí mà bình thường bệnh nhân hít vào.
donc l'appareil lui-même avec la turbine, l'humidificateur, tout un système électronique qui pilote la turbine, le circuit, le tuyau, et puis l'interface, le masque posé sur le visage du patient. Và sau khi đã được xử lý thông qua cái bộ làm ẩm thì không khí sẽ đi qua cái động cơ, đi qua cái ống dây thở và đi qua cái mask thở được đặt ở trên mặt bệnh nhân như thế này. Alors, avant de mettre en route un traitement par CPAP par VPC, il faut bien sûr avoir un diagnostic qui soit clair, bien assuré. Et puis, il faut une éducation du patient. Il faut bien lui expliquer le principe du traitement. Il faut prendre le temps. Ça va être un contrat avec le patient parce que c'est un traitement au long cours pour des années à vie souvent. Donc, il faut prendre le temps de bien expliquer les choses aux patients. Và một trong những cái điều kiện tiên quyết để chúng ta có thể thực hiện cài đặt hay là hướng dẫn cho bệnh nhân sử dụng cái máy thở áp lực dương này là gì? Đầu tiên là chúng ta phải đảm bảo là cái chẩn đoán về hội chứng ngừng thở khi ngủ của chúng ta là rõ ràng và đúng mức chẩn đoán. Cái thứ hai là cần phải giáo dục bệnh nhân về các cái, thứ nhất đó là về hội chứng ngừng thở khi ngủ là cái gì, và thứ hai là phải giải thích cho họ đây là một cái, khi mà đã điều trị CPAP thì đây là một cái điều trị lâu dài để họ có thể chuẩn bị tinh thần để có thể tiếp tục cái tuân thủ cái điều trị của chúng ta. Donc c'est assez facile de faire accepter le principe du traitement et de laisser du traitement chez un patient qui a des symptômes importants, qui a un sommeil perturbé, qui est fatigué, somnolent, etc. Ça c'est facile parce que le patient il demande un traitement et on a un traitement efficace à lui proposer. Và trong những cái trường hợp mà rất dễ dàng để thuyết phục bệnh nhân đó là những cái bệnh nhân mà có nhiều triệu chứng, họ buồn ngủ ban ngày quá mức nhiều hoặc là họ có những cái rối loạn về giấc ngủ nhiều, thì khi đó thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng để thuyết phục với nhóm bệnh nhân này, bởi vì chính bản thân bệnh nhân là người yêu cầu được chẩn đoán và yêu cầu được điều trị. Et à l'inverse, ce sera plus difficile de, chez un patient qui a peu de symptômes, plus difficile aussi parfois chez les patients âgés. Et etc. Donc moins il y a de symptômes, bien sûr, plus c'est difficile de faire accepter un traitement qui paraît au départ contraignant quand on montre le masque, l'appareil. Bon, les gens, un certain nombre de personnes trouvent ça contraignant. Và một cái điểm khó khăn nữa đó là những cái đối tượng mà bệnh nhân chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ rất là khó để thuyết phục, đó là những bệnh nhân có ít triệu chứng. Hoặc là những cái bệnh nhân mà cao tuổi, thì khi đó mà việc đặt một cái máy thở, đặt một cái mask thở lên mặt của người ta, thì cái việc giải thích sẽ khó khăn hơn rất là nhiều để bệnh nhân có thể chấp nhận được cái điều trị đó. Pour la mise en place pratique, eh bien, d'abord, une fois l'information faite, une chose importante aussi, c'est s'inquiéter de l'absence d'obstruction nasale, parce que si il y a une obstruction nasale, le masque nasal ne va pas être toléré souvent, et on en reparlera recourir à un masque nasobuccal, et puis proposer au patient donc un essai dans la journée, si possible, lors d'une sieste, pour que le patient dorme un petit peu lors de l'essai, si c'est possible. Ça, c'est l'idéal. Mais on peut le faire soit à l'hôpital, soit au cabinet de médical en ville, soit directement à domicile. Và một trong những vấn đề rất là quan trọng khi mà chúng ta thực hiện không khí áp lực dương cho bệnh nhân là chúng ta sẽ phải kiểm tra xem là cái mũi của bệnh nhân có bị tắc nghẽn hay không. Bởi vì khi mà chúng ta mà sử dụng cái mask mũi cho bệnh nhân mà mũi bị tắc nghẽn thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ không dung nạp được, và khi đó sẽ phải chuyển sang cái mask thở là mask thở mũi miệng. Thế thì đôi khi mà để mà thực hiện được cái sự dung nạp của bệnh nhân với cả mask thở thì chúng ta có thể tiến hành là cho bệnh nhân thở máy thử, các cái buổi thử nghiệm thử thông qua các cái giấc ngủ trưa. Thì cái buổi thử nghiệm này thì nó rất là quan trọng bởi nó giống như là một cái đêm đầu tiên, và những cái buổi thử nghiệm này chúng ta có thể thực hiện tại bệnh viện, thực hiện tại các phòng khám tư hoặc là thậm chí là thực hiện tại nhà. Donc là, des recommandations ont été publiées par les sociétés savantes françaises, sociétés de pneumologie, de sommeil, etc. Elles datent de plus de 10 ans maintenant, mais elles n'ont pas encore été réactualisées. Mais la plupart des ces recommandations sont encore d'actualité. Và đây là cái khuyến cáo mà về thực hành lâm sàng về cái hội chứng ngừng giảm thở tắc nghẽn khi ngủ của bệnh nhân. Thì cái khuyến cáo này đưa ra bởi cái hội gọi là hội hô hấp của Pháp, rồi là các cái hội về
gây mê hồi sức của Pháp, và cái khuyến cáo này thì cũng đã được đưa ra từ cách đây khoảng 10 năm rồi, nhưng mà nó cũng không có cái sự thay đổi cho đến ngày nay. Donc ces recommandations et la règle en France actuellement est de proposer un traitement par PPC aux patients sévères qui ont un IH supérieur à 30 et qui ont des symptômes. Và một trong những khuyến cáo quan trọng đó là chúng ta sẽ khuyến cáo điều trị bằng máy không khí áp lực dương cho các cái bệnh nhân mà có cái hội chứng ngừng thở mức độ nặng, tức là chỉ số ngừng giảm thở AHI trên 30 và có kèm theo các triệu chứng. Et dans l'actualisation non pas des recommandations mais de la réglementation de l'assurance maladie en France actuellement, on peut traiter des patients par CPAP qui ont un IAH inférieur à 30 mais qui ont des comorbidités cardiovasculaires importantes, hypertension difficile à traiter, antécédents coronariens, etc. Và một cái khuyến cáo nữa cũng không được nhắc đến ở đây nhưng mà cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta hoàn toàn có thể điều trị bằng máy thông khí áp lực dương với những cái trường hợp bệnh nhân có cái chỉ số ngưng giảm thở nhẹ hơn, tức là AHI là dưới 30 nhưng mà có kèm theo các cái bệnh đồng mắc, cụ thể là các cái bệnh đồng mắc về tim mạch như là tăng huyết áp hoặc là các cái tăng huyết áp kháng trị có điều trị hoặc là các bệnh lý mạch vành. On peut aussi proposer un traitement par CPAP aux patients qui ont un IAH inférieur à 30 et qui ont une somnolence diurne excessive, alors ça c'est aussi précisé maintenant en France, qui ont notamment eu un accident de la circulation par endormissement au volant ou un risque d'accident par somnolence au volant. Và một khuyến cáo nữa, điều trị bằng máy thở thông khí áp lực dương là với những cái bệnh nhân mà có hội chứng ngừng thở khi ngủ, mặc dù là cái chỉ số ngừng giảm thở dưới 30 nhưng mà bệnh nhân có kèm theo triệu chứng là buồn ngủ ban ngày quá mức mà không rõ nguyên nhân và được biểu hiện qua các cái triệu chứng ví dụ như là bệnh nhân có các cái tai nạn giao thông hoặc là có các cái nguy cơ về tai nạn giao thông. On revient une seconde sur l'importance et la nécessité d'un examen ORL si possible avant la mise en route du traitement, et ça fait partie, on l'avait vu, du bilan d'un syndrome d'apnée sévère, examen ORL pour rechercher une cause obstructive au niveau des voies aériennes supérieures, du nez, du pharynx, ainsi de suite. Và một phút thôi để nhắc lại với các bạn là một cái bilan lăng để mà chẩn đoán đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân bị ngưng thở ở mức độ nặng, đó là bắt buộc chúng ta sẽ phải tiến hành khám tai mũi họng cho bệnh nhân, bởi vì là cái khám tai mũi họng này nó có một cái vai trò không thể thiếu trong việc mà chúng ta sẽ phát hiện các cái tắc nghẽn ở đường hô hấp trên, tắc nghẽn ở mũi rồi là tắc nghẽn ở vùng hầu họng. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications au traitement par CPAP? Elles sont, il y en a, mais elles sont rares, en fait, même très rares. C'est les antécédents de perforation du tympan qui reste perforé. C'est les antécédents aussi de pneumothorax, enfin, ou l'existence d'un pneumothorax non résolu ou récent, pneumomédiastin, pneumopéritoine, beaucoup plus rare. Donc, et des choses très particulières et rares. Về các cái chống chỉ định của thở máy thông khí áp lực dương thì nó rất là hiếm, thậm chí nó đã hiếm rồi mà bây giờ nó cũng hiếm hơn. Đó là chúng ta sẽ chỉ định cái máy thở áp lực dương này trong những cái bệnh lý mà liên quan hoặc là bị nặng lên do các cái chấn thương bị áp lực. Ví dụ như là bệnh nhân bị thủng màng nhĩ hoặc là các cái tràn khí màng phổi không giải quyết được hoặc là những cái tràn khí màng phổi nó bị tái đi tái lại. Trong những cái trường hợp tràn khí trung thất hoặc là tràn khí ổ bụng thì chúng ta mới có chống chỉ định thôi. C'est rare aussi, mais c'est des antécédents de brèches méningées, en particulier au niveau de la base du crâne. S'il y a eu une intervention, par exemple, sur l'hypophyse au travers de la lame ethmoïde, c'est une contre-indication parce qu'il peut y avoir une brèche persistante et un risque de passage d'air du nez vers la voie crânienne et les méninges. Và một trong những cái chống chỉ định cũng rất hiếm nữa là bệnh nhân có các cái tiền sử hoặc là đã có những cái yếu tố nguy cơ của các cái tổn thương màng não, bởi vì là khi đó thì khi mà chúng ta cho bệnh nhân thở máy không khí áp lực dương thì là sẽ có cái nguy cơ là có cái khí đấy nó sẽ đi qua mũi và nó thông qua các cái xoang nó lên trên cái khoang màng não. En ce qui concerne les conditions hémodynamiques, ça concerne surtout les patients insuffisants cardiaques non stabilisés, chez qui il faut être vigilant, chez qui il faut faire un essai sous surveillance
hospitalière et l'objectif, il faut mettre une pression plutôt constante qu'une pression autopilotée. Bon, on y reviendra aussi et puis Bouchra pourra vous en parler et connaît bien le sujet. Một cái chống chỉ định nữa đó là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có bị rối loạn về ý thức hoặc là rối loạn về huyết động. Thế trong trường hợp mà bệnh nhân bị rối loạn huyết động mà bắt buộc phải thở máy thì cũng có thể chọn cái mốt thở đó là cố định hơn là cái mốt thở là tự động. Và cái phần này thì cô Bushra Lamia thì sẽ trình bày rõ hơn với các bạn hơn vì cô là chuyên gia trong lĩnh vực này. Le matériel dont on dispose actuellement de d'appareils de PPC qui sont de volume assez réduit, qui ne sont pas bruyants. Ça, c'est important. Le patient pose souvent la question, il a raison, est-ce que ça fait du bruit? Non, ça ne fait pas de bruit. Et des appareils, bon, différentes marques, on le verra, Philips, ResMed, qui sont les deux grands fabricants, mais il y en a d'autres. Hein. Et ils font tous la même chose, mais je vous l'ai dit, ils ont des algorithmes un peu différents. Donc, il peut y avoir des nuances entre les différentes marques d'appareils. Về các cái trang thiết bị thì chúng ta sẽ thấy là có những cái loại máy thở mà nó rất là nhỏ gọn, nó không to lắm và đặc biệt là nó sẽ không ồn. Cái câu hỏi về tiếng ồn này thì bệnh nhân cũng rất là hay hỏi, người ta hỏi đôi khi cái máy này nó có ồn quá mà làm hỏng cái giấc ngủ người ta không, thì câu trả lời là không. Rồi là những cái máy thở này thì có sẽ rất có nhiều các cái hãng sản xuất các cái hãng máy thở khác nhau và như lúc nãy tôi đã nói thì nó sẽ có một số những cái sự khác biệt về mặt thuật toán và đôi khi là chúng ta có thể chuyển điều trị từ cái hãng này sang hãng khác, có thể có những cái hãng ví dụ như Philips hay ResMed và rất là nhiều cái hãng mà có thể sản xuất được. Le principe est le même pour tous les appareils, une turbine qui prend l'air extérieur, pilotée par un système électronique, un système de filtre. Et ici, là, chez l'appareil Philips, on voit le filtre. Il filtre les poussières, les pollens, etc., qu'il faut nettoyer et changer régulièrement. Une carte mémoire qui permet d'extraire les données enregistrées par l'appareil. Et puis, dernière chose, dernier progrès technologique, ces appareils, maintenant, télétransmettent les données enregistrées. Donc, on peut surveiller à distance le traitement. On peut modifier les réglages de pression, notamment à distance. En France, la télétransmission et le télésuivi des patients est maintenant obligatoire. Và về mặt nguyên lý của tất cả những cái máy thở này thì giống như lúc nãy tôi đã nói rồi là nó đều lấy cái không khí từ ngoài vào và nó đưa vào cái hệ thống xử lý ở bên trong qua một cái động cơ và sẽ nhả ra một cái luồng khí với những cái áp lực mà chúng ta cài đặt. Thế thì với những cái máy thở như thế này thì chúng ta sẽ có một cái bộ lọc giống như ở Philips ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ lọc ở đây nó sẽ lọc bụi và lọc những cái lông súc vật của cái ở không khí trước khi mà đưa vào vào cái đường ống thở và đưa vào cái mũi của bệnh nhân. Tiếp theo đó là một cái hệ thống đó là cái thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ này thì nó sẽ ghi lại tất cả những cái thông số thở của bệnh nhân và những người bác sĩ thì sẽ có thể theo dõi được những cái thông số này để có thể điều chỉnh cài đặt máy thở cho bệnh nhân. Ở Pháp thì bây giờ người ta đã áp dụng là cái mà theo dõi từ xa và chỉnh được các cái máy thở từ xa cho bệnh nhân và bây giờ là cái theo dõi đó là bắt buộc. Là, je vais vous montrer l'évolution des turbines qui sont au fil des années devenues de plus en plus petites évidemment. Les turbines actuelles, elles ont la taille d'une pièce de monnaie. Hein. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy là sự phát triển của cái động cơ của máy thở thì thấy rằng là nó đã được phát triển rất là nhiều từ lúc mà nó rất là to đến lúc mà nó bé tí thế kia. L'évolution des appareils a suivi évidemment, ça c'est les appareils de la CFAM. CFAM c'est un fabricant français de PPC qui fabrique toujours des PPC, qui avait fabriqué les premières PPC en France en 1985, donc qui étaient des meubles, hein, haut comme ça, bruyants. Et puis, bien sûr, une évolution progressive vers la réduction de taille et des appareils maintenant de petite taille, non bruyants, etc. Và sự phát triển của các cái máy thở thì chúng ta thấy rằng là cái hãng Sifam là cái hãng mà máy thở là của Pháp, tại Pháp sản xuất thì là từ năm 1985 đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng là có cái sự phát triển không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về cả kích thước nữa. Từ những cái máy mà từ năm 1985 thì là những cái máy rất là to, rất là ồn và đến bây giờ thì những cái máy này nó đã nhỏ gọn hơn và không còn tiếng ồn nữa.
voilà les appareils actuels, je pense, des mini PPC aussi, ça c'est l'air mini de Resmed, qui est une petite PPC qui est tout à fait fonctionnelle et performante. Bon, elle n'a pas, bien sûr, pas d'humidificateur, ça c'est le... Elle ne télétransmet pas les données, c'est un autre obstacle à son utilisation quotidienne en France notamment. Et elle n'accepte que les masques de type ResMed. Et comme il n'y a pas d'humidificateur, on met une sorte de filtre, de nez artificiel pour compenser l'absence d'humidificateur. Ở đây thì là có cái sự tiến bộ về cái máy thở của chúng ta trong vòng 30 năm qua. Thì ở đây thì là một cái loại máy thở mà được gọi là mini, cái loại máy thở mini của ResMed này thì nó rất là nhỏ gọn. Và các bạn thấy rằng là với cái máy thở mini này thì đương nhiên là nó sẽ không có bộ phận là làm ẩm cho bệnh nhân. Thì nó không có cái bộ phận để đựng nước. Thế thì với cái máy này thì nó sẽ chỉ tương hợp với cả cái loại mà master của cái ResMed như thế này thôi. Và ở đây thì vì không có cái bình làm ẩm cho nên là nó sẽ có một cái bộ phận làm ẩm ở đây. Là nó lấy, tức là cái bộ phận này thì nó sẽ là cái bộ phận mà nó làm ẩm, nó lấy cái hơi nước mà ngưng đọng từ cái hơi thở của bệnh nhân. Nó làm ẩm qua thông qua cái cơ chế đó. Tous les appareils nécessitent une source électrique d'alimentation. Même la petite, il faut la brancher. Il y a des appareils avec batterie. Philips avait sorti un appareil avec batterie, la DS Go. Et on peut brancher ces appareils sur le 12 volts dans une voiture, un camion, un camping-car, etc. Và tất cả những cái máy thở như thế này thì đều cần phải có một cái nguồn điện để cung cấp điện năng cho nó. Nhưng mà ở các cái hãng máy thở người ta đã phát triển ra với những cái loại mà chúng ta có thể đổi cái nguồn điện với những cái nguồn điện năng thấp hơn mà chúng ta có thể sử dụng, và chúng ta sẽ cắm vào các cái nguồn điện ở trong ô tô, trong máy bay để có thể sử dụng được máy thở. Ça, je passe, je vous ai montré déjà. Donc, on va, première étape, déterminer la pression positive efficace en mettant les patients sous pression autopilotée. Alors, je vous dis, il n'y a pas de règle précise. Généralement, moi, je mets entre 4 et 12, par exemple. Mais on peut mettre 5, 10, différents. Il n'y a pas de règle précise. Et après, au bout de 8 jours, 10 jours, 15 jours, on analyse les données enregistrées dans l'appareil et pour voir quelle est la pression efficace la plupart du temps pour pouvoir adapter les réglages pour la suite du traitement. Và để điều chỉnh cái áp lực của cái máy thở thông khí áp lực dương này thì chúng ta đã biết rồi là chúng ta sẽ đầu tiên là sẽ sử dụng cái mốt thở đó là tự động auto CPAP cho bệnh nhân. Với cái mức áp lực mà chúng ta có thể cài đặt là có thể từ 4 đến 12 hoặc là từ 5 đến 10, thì cái này nó sẽ tùy theo các kinh nghiệm của người bác sĩ mà sẽ điều chỉnh, và nó cũng không có một cái nguyên tắc nào để chúng ta bắt buộc là phải lựa chọn cái áp lực nào cả. Và sau khi mà đã lựa chọn cái áp lực điều chỉnh như vậy thì chúng ta sẽ chờ sau khoảng 8 ngày, 10 ngày, 15 ngày, và chúng ta sẽ lấy các cái dữ liệu từ máy thở ra để chúng ta xem là cái áp lực nào là cái áp lực cần thiết trong phần lớn thời gian để có thể giảm được các cái số cơn ngừng thở, giảm thở của bệnh nhân. Quand on a commencé, quand j'ai commencé moi à traiter les premiers patients il y a 30-35 ans, on n'avait pas d'appareil autopiloté, c'était uniquement en pression fixe, donc on faisait une nuit de titration à l'hôpital. Mais maintenant, il y a longtemps que c'est fini, on fait la titration en ambulatoire ou directement à domicile. Những cái bệnh nhân đầu tiên mà chúng tôi điều trị cách đây khoảng 35 năm thì chúng tôi thường là sử dụng cái mốt thở là mốt thở cố định và sẽ tiến hành làm cái đo đêm chia đôi, cái slip này, đây là dịch sai đấy, cái này không phải là đêm chớp nhoáng đâu mà nó là đêm chia đôi ở bệnh viện. Thế thì với những cái mà tiến bộ của cái máy thở bây giờ thì chúng ta hoàn toàn có thể là chuẩn độ cái áp lực cho bệnh nhân tại nhà mà không cần phải đến bệnh viện. Donc, je vous l'ai dit, pas de différence, c'est ce qu'a montré l'étude Predivarius, entre pression constante et pression autopilotée au long cours. Et bon, je passe sur le reste parce qu'on sort du sujet des SAOS, donc on ne parle pas aujourd'hui du syndrome obésité-hypoventilation, de l'overlap syndrome, etc.
Và với các cái mốt thở, các cái kiểu thở chúng ta sẽ lựa chọn, thứ nhất đó là các cái áp lực cố định sau khi chuẩn độ hoặc là cái chế độ điều chỉnh. Ở đây thì chúng ta sẽ chủ yếu là nói về các cái điều trị ở trên những cái bệnh nhân mà có cái hội chứng ngừng thở khi ngủ. Ngày hôm nay thì tôi sẽ không nói đến các cái hội chứng béo phì, giảm không khí phế nang hay là các cái hội chứng chồng lấp overlap. Ça, c'est ce que je vous ai dit sur l'étude Predivarius. Vous voyez qu'elle avait démarré en 2016, mais donc qui n'est pas encore publiée, qui va l'être, en principe, j'espère, prochainement. Alors, là, cái nghiên cứu mà của các cái khuyến cáo được đưa ra trên cái thực hành lâm sàng của được thực hiện từ những năm 2016, mà tuy nhiên là chưa được xuất bản. Alors, est-ce qu'il y a des limitations, voire des contre-indications à l'utilisation de la pression autopilotée? Oui, il y en a, et c'est essentiellement l'insuffisance cardiaque. Les patients en insuffisance cardiaque, il faut se méfier surtout des pressions élevées pour ne pas les déséquilibrer sur le plan hémodynamique. Donc, chez ces patients, on mettra une pression constante, la plus faible possible, et de toute manière, ces patients, on va les prendre à l'hôpital pour en surveillance, pour initier le traitement en montant progressivement les pressions sous surveillance de la tension, du rythme cardiaque, de la SpO2, etc. Vậy thì cái mốt thở mà auto-CPAP này thì nó có cái chống chỉ định gì không? Thì câu trả lời là có, bởi vì chúng ta sẽ không dùng những cái trường hợp mà có bệnh nhân mà ngừng thở khi ngủ mà có suy tim thì sẽ là chống chỉ định. Và với những cái trường hợp này thì người ta sẽ ưu tiên là sử dụng cái mốt thở đó là đặt áp lực cố định. Bởi vì là trong những cái trường hợp bệnh nhân suy tim này thì thông thường chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ không chuẩn đoán tại nhà mà sẽ là chuẩn đoán tại bệnh viện. Khi mà chuẩn đoán tại bệnh viện thì người ta sẽ xem xét là cái việc mà cứ tăng áp lực rồi là điều chỉnh các cái áp lực như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với huyết áp, ảnh hưởng như thế nào với cả nhịp tim, để từ đó có thể chọn được cái áp lực mà phù hợp với những bệnh nhân suy tim. Les autres limitations à la pression autopilotée, ça pourrait, je dis bien pourrait être l'association SAOS-BPCO et le syndrome obésité-hypoventilation. Mais là, on sort du sujet. En fait, lorsqu'on a un SAOS sévère et une BPCO, on va traiter le SAOS par PPC, comme un SAOS. Et c'est la même chose, on en a parlé lundi, hein. C'est la même chose pour le syndrome obésité-hypoventilation. Très souvent, dans la majorité des cas, on a une prédominance des apnées obstructives. Donc, on traite d'abord les apnées obstructives et on les traite par la PPC. Il n'y a pas de contre-indication formelle dans ces cas-là au réglage autopiloté. Ce qu'il faut, c'est essayer d'avoir la pression efficace la plus basse possible pour éviter les phénomènes d'hyperventilation et avoir une meilleure tolérance chez ces patients. Một trong những cái giới hạn nữa của cái mốt thở áp lực tự động này là có thể là trong những cái trường hợp mà có overlap với cả cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính CVD hoặc là cái hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang. Tuy nhiên là cũng giống như là hội chứng béo phì giảm thông khí phế nang thì không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ chỉ định cái BiPAP đầu tiên mà có thể khởi đầu hoàn toàn bằng là auto-CPAP. Và cũng giống như là cái phần thảo luận của chúng tôi, tranh luận của chúng tôi vào chiều thứ hai vừa rồi, thì trong những cái trường hợp mà overlap giữa hội chứng ngừng thở khi ngủ và CPD thì không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ vội vàng mà sử dụng cái BiPAP đầu tiên, mà nếu như mà bệnh nhân overlap của chúng ta mà có ưu thế về cái hội chứng ngừng thở khi ngủ thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể ưu tiên xử lý cái hội chứng ngừng thở khi ngủ này trước bằng cái auto CPAP. Bon, c'est ce qui avait été repris déjà dans les recommandations de 2010, hein. Non-indication dans les circonstances que je viens de vous dire, surtout l'insuffisance cardiaque. Et puis retenez que d'une façon générale, il faut éviter les pressions les plus élevées, des pressions fortes, parce que ça peut entraîner déjà une mauvaise tolérance. Ensuite, les autres risques, c'est de faire apparaître des apnées centrales par hyperventilation. C'est ce qu'on appelle un syndrome d'apnée émergent, quand apparaissent des apnées centrales chez un patient qui au départ a un syndrome d'apnée obstructive, qui est traité par CPAP, chez qui on voit apparaître des apnées centrales. On appelle ça un syndrome d'apnée émergent.
Ở đây thì cái khuyến cáo ở đây là chúng ta sẽ không chỉ định cái chuẩn độ hay là cái áp lực tự điều chỉnh ở những cái bệnh nhân mà có suy tim và có những cái bệnh lý ngừng thở trung ương. Bởi vì câu chuyện là nếu như mà với những cái bệnh nhân này mà chúng ta sử dụng cái áp lực quá cao thì bệnh nhân cũng sẽ không chịu được. Và những cái dao động mà áp lực mạnh như thế này thì nó sẽ là cái yếu tố nguy cơ để xuất hiện cái ngừng thở trung ương và nó làm giảm cái lưu lượng tim. Thế thì câu chuyện là nếu chúng ta sử dụng cái ô tô CPAP này ở những cái bệnh nhân suy tim thì có thể xuất hiện các cái cơn ngừng thở trung ương, tức là ban đầu là bệnh nhân có ngừng thở tắc nghẽn và sau đó thì những cái ngừng thở tắc nghẽn này nó chuyển dạng thành ngừng thở trung ương mà người ta gọi là một cái hội chứng tạm dịch là cái hội chứng mà hỗn hợp phức tạp, tức là sau đấy thì sau điều trị xong thì nó còn phức tạp hơn. Donc des appareils quand ils sortent de l'usine du fabricant sont réglés, ont des réglages par défaut, et j'ai mis les deux exemples de Philippe et Resmed là, les réglages sont les mêmes, sont équivalents, c'est-à-dire qu'on a un réglage en mode autopiloté avec une fourchette la plus large possible, 4 et 20, c'est le minimum et le maximum, on ne peut pas moins ni plus. Il n'y a pas d'activation, on va en reparler tout à l'heure, il n'y a pas d'activation du confort expiratoire, on va expliquer tout à l'heure ce que c'est. Hein. Et puis, il y a une rampe qui n'est pas programmée chez Philips et qui est une rampe automatique chez RSMed. La rampe, c'est le temps que met l'appareil à monter en pression en début de nuit jusqu'à temps que le patient s'endorme. Tiếp theo đó là các cái thông số được cài đặt thì nó sẽ được mặc định khác nhau tùy theo những cái hãng máy thở khác nhau. Ví dụ như ở đây thì các bạn thấy rằng là cái hãng máy thở Philips thì nó có một cái khoảng áp lực rất là lớn. Nó cho chúng ta cài đặt cái mức áp lực từ 4 đến 20 cm, 4 là thấp nhất và 20 cm nước là cao nhất. Tuy nhiên thì ở cái máy thở Philips thì cái chế độ là cái chế độ flex, tức là cái chế độ mà thở ra dễ hơn thì nó không được cài đặt hay là không được kích hoạt ở trong cái máy thở này. Đồng thời là cái RAM nó cũng sẽ không được lập trình. Cái RAM là cái gì? Cái RAM là cái thời gian mà cái áp lực nó sẽ tăng dần từ khởi đầu đêm cho đến khi mà bệnh nhân ngủ thì sẽ gọi là cái thời gian RAM time. Cái này thì lát nữa thì tôi sẽ chỉ cho các bạn hiểu rõ hơn. Donc quand on commence le traitement, on le verra tout à l'heure, on fera les ateliers avec l'appareil neuf qu'on a apporté. Il faut d'abord régler la pression, pression constante ou pression autopilotée, et choisir les niveaux de pression qu'on veut. On verra tout à l'heure comment on fait. Và các bạn cũng không lo lắng đâu, bởi vì là từ chỗ hôm nay thì tôi đã mang đến đây một số các cái loại máy thở và lát thì chúng tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách cài đặt. Và cái việc đầu tiên các bạn phải cài đặt đó là các bạn phải chọn cái chế độ là chế độ cố định hay là chế độ tự động. Tiếp theo là các bạn chọn cái áp lực của máy thở là bao nhiêu. Donc la rampe, je vous ai dit, c'est le temps de monter en pression. Donc ça, le patient peut accéder à une partie du réglage de la rampe en durée. Et on peut choisir de 5 à 45 minutes. Chez RSMed, par exemple. Donc ça, c'est un premier réglage possible. Deuxième réglage possible, c'est ce qu'on appelle le confort expiratoire. Alors, on verra après sur des cours à quoi ça correspond. Le confort expiratoire, c'est la diminution de pression à l'expiration. Le but, c'est d'essayer d'avoir une meilleure tolérance du patient pour qu'il y ait moins de résistance à l'expiration. Và cái cài đặt tiếp theo mà chúng ta sẽ lập trình khi mà chúng ta cài đặt đó là cái thời gian RAM time này. Cái thời gian RAM này là cái thời gian mà cái áp lực nó từ thấp cho nó đi đến cao khi mà bệnh nhân ngủ ấy. Thì cái thời gian RAM time này chúng ta có thể cài đặt từ là 5 phút cho đến tận 45 phút. Một cái cài đặt nữa mà chúng ta có thể cài đặt được đó là cái thời gian, tức là thoải mái khi mà bệnh nhân thở ra. Thì đây là cái mức mà áp lực mà khi mà bệnh nhân thở ra thì cái áp lực nó sẽ thấp xuống một chút để cho bệnh nhân thở ra thoải mái hơn. Thì lát thì tôi sẽ chỉ cho các bạn ở trên cái đồ thị thì các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Donc ce confort expiratoire, ça s'appelle C-flex ou P-flex chez Philips, ça s'appelle EPR, Expiratory Pressure Reduction chez RSMed, bon, mais c'est le même principe. Cái mốt thở ra thoải mái này thì ở trên máy Philips thì nó sẽ là cái chế độ C-flex hoặc là P-flex. Thế còn ở trên cái máy RESMED thì nó là cái được viết tắt là EPR, tức là Expiration Pressure Reduction. Pressure Reduction. Nó viết tắt của cái từ tiếng Anh này thôi, tức là cái áp lực mà thấp xuống ở cái thì thở ra.
Donc, on voit l'illustration ici du type de rampe. Alors, on peut avoir une rampe passive ou une rampe active. La rampe active, ça veut dire que si le patient s'endort avant le temps qui a été fixé, la pression va commencer à monter. Donc, il faut la régler en rampe active, en fait, pour que si on met, par exemple, 40 minutes et que le patient s'endort au bout de 10 minutes, il faut que la pression elle puisse commencer à monter dès que le patient s'endort. Sinon, il va faire des apnées pendant 30 minutes. Ok, chế độ mà đặt RAM này thì là sẽ có cái hiện tượng là chúng ta sẽ đặt được cái được gọi là RAM hàng hóa. Thì ở trong cái trường hợp này khi mà chúng ta bật cái mode này lên thì có nghĩa là cái áp lực của bệnh nhân nó sẽ không tăng lên khi mà bệnh nhân chưa ngủ. Tức là nó sẽ phát hiện ra các cái nhịp thở của bệnh nhân. Nếu như mà bệnh nhân chưa ngủ thì nó vẫn sẽ để một cái mức áp lực như ban đầu là 4 cm nước, ví dụ như là trong cái đồ thị ở trên. Và ở cuối cái thời gian RAM này thì nó sẽ tăng dần cái mức áp lực lên là khoảng 1 cm nước, và đến khi bệnh nhân đi vào cái giấc ngủ thì có một cái hiệu quả điều trị, cái áp lực hiệu quả để cho điều trị. Le patient a accès à un minimum de réglage. Il peut régler le temps de rampe, il peut régler la température de son humidificateur s'il utilise l'humidificateur, mais c'est tout. Le reste, il y a un accès sécurisé, enfin bloqué, pour le médecin, pour le technicien, pour accéder aux autres réglages, les réglages de pression, les réglages de confort respiratoire, etc. Và tất cả những cái cài đặt này thì nó sẽ được khóa, được block lại và bệnh nhân không thể nào điều chỉnh được. Tất cả những cái áp lực rồi RAM rồi những cái thời gian thở ra như thế này thì chỉ có bác sĩ và các cái kỹ thuật viên là được điều chỉnh thôi. Cái duy nhất mà bệnh nhân điều chỉnh được đó là cái độ ẩm trên máy thở. Ça c'est pour illustrer ce que fait le confort respiratoire. Moi, je vous ai expliqué le confort respiratoire, ben, c'est la diminution de la pression délivrée lors de l'expiration, qu'on voit dans les différents systèmes. Là, c'est le système Philips Respironix. Là, c'est le système EPR de ResMed. Ici, c'est un autre fabricant, Lowenstein, fabricant allemand, avec la CPAP Prisma. Bon, le principe est toujours le même. Ce confort respiratoire va diminuer la pression à l'expiration, mais il faut être... C'est utile dans quel cas? C'est utile lorsque le patient a l'impression d'avoir une résistance importante. C'est utile donc pour le confort. Ça peut être utile aussi si le patient se plaint de météorisme, d'un ballonnement abdominal, parce qu'il y a de l'air qui passe dans le tube digestif. Donc dans ces cas-là, il faut mettre le confort respiratoire. Ở đây thì là cái đồ thị mà cho chúng ta thấy rằng là những cái mức mà cài đặt cái mức C-Flex, tức là cái mức thở ra thoải mái với những cái hãng thở khác nhau, ví dụ như đây là Philips thì nó sẽ là từ C-Flex, EPR là ResMed, hay là cái hãng Prisma là một cái hãng máy thở được sản xuất tại Đức thì nó sẽ có cái tên là như thế này. Thì có nghĩa là ở những cái áp lực ở cái thì thở ra thì nó sẽ thấp xuống một chút. Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ sử dụng những cái mode mà thở ra thoải mái như thế này trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái kháng lực ở đường thở cao, hoặc là bệnh nhân có những cái phàn nàn là bệnh nhân nuốt phải hơi chứa khí, tức là cái khí mà nó đi nhiều vào trong cái đường tiêu hóa, trong cái dạ dày của họ bị chướng bụng khi mà bệnh nhân thở máy, thì chúng ta có thể sử dụng cái mode thở này. Mais il faut être vigilant et méfiant parce que la baisse de la pression à l'expiration peut entraîner la réapparition d'apnées obstructives à l'expiration, en fin d'expiration notamment. Donc il faut être vigilant et si on active le confort expiratoire, surveiller pour voir s'il n'y a pas réapparition d'apnées obstructives. Và các bạn cũng phải hết sức là tỉnh táo và thận trọng, bởi vì là khi mà chúng ta cài đặt cái chế độ này thì nó sẽ có một cái nguy cơ. Đó là cái nguy cơ mà xuất hiện lại các cái cơn ngừng thở và giảm thở. Do vậy là chúng ta sẽ phải theo dõi bệnh nhân rất là sát. Nếu mà bệnh nhân có cái đặt chế độ này mà xuất hiện các cơn ngừng thở, giảm thở thì chúng ta sẽ phải loại bỏ cái cài đặt này ở trong cái máy thở của bệnh nhân. Voilà, c'est ce que je disais, prudence dans... C'est un système utile, mais il faut être prudent dans son utilisation. Và đây là cái nhắc lại về cái chú ý thận trọng khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ này khi mà chúng ta cài đặt.
Bon, ça, c'est ce que je vous ai dit. On va passer plusieurs fois. Utilisation d'un appareil autopiloté. Donc, en synthèse, pour les réglages de pression, on met une pression autopilotée en première intention, sauf chez les insuffisants cardiaques surtout. Chez les BPCO sévères, ça se discute. On met une pression maximum initiale pas trop élevée. Il n'y a pas de règle précise. Bon, moi, je mets 12, mais on peut mettre 10, on peut mettre 13, 14. Bon, pas, il n'y a pas de recommandation officielle. On ne met pas de confort respiratoire en première intention. Et si on le met, on est prudent dans la surveillance. Et puis, de toute manière, on va, au départ, suivre les patients de près dans les premiers jours de traitement. Et actuellement, c'est, pour nous, c'est, ça a été facilité par le télésuivi, la télétransmission des données qui permet un suivi au jour le jour. Và còn các cái việc cài đặt áp lực thở máy thì đầu tiên là chúng ta sẽ lựa chọn cái áp lực tự điều chỉnh ô tô CPAP là cái lựa chọn đầu tiên, trừ trường hợp là suy tim nặng. Thế còn những cái trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng còn tranh luận, nhưng mà nhất là những cái trường hợp mà suy tim nặng. Và cái áp lực khởi đầu tối đa thì không nên đặt quá cao. Thông thường theo kinh nghiệm của ông ấy thì ông sẽ đặt ở một cái mức áp lực là khoảng 12 cm nước, nhưng đôi khi còn cái đồng nghiệp có thể đặt từ 14-16 cm nước, và bởi vì là nó cũng không có cái khuyến cáo chính thức về cái áp lực tối đa mà khởi đầu. Thứ hai đó là cái lựa chọn đầu tay thì chúng ta không nên để cái chế độ mà thở ra thoải mái, bởi vì là nó có thể xuất hiện các cái cơn ngừng thở trở lại, và khi đó thì chúng ta sẽ phải theo dõi bệnh nhân rất là sát. Việc đánh giá lại bệnh nhân thì không phải là sau 8 ngày mà chúng ta có thể thực hiện ngay sau ngày đầu tiên, bởi vì là bên họ thì có một cái thuận lợi đó là họ có hệ thống theo dõi từ xa, và với những cái hệ thống này thì họ có thể theo dõi sau 1 ngày, 8 ngày, 1 tháng với những cái theo dõi như vậy, thậm chí họ có thể theo dõi hàng ngày cũng được. Le matériel, donc les CPAP, on en a parlé. Les circuits, on va voir maintenant les circuits et les interfaces, les, surtout les masques, et l'humidificateur si besoin. Và các cái vật liệu của máy thở áp lực dương ở đây thì chúng ta sẽ có rằng là có ngoài cái thân máy thì chúng ta sẽ có các cái dây ống thở là nối từ máy thở với cả cái mask thở, tức là cái mặt nạ thở của bệnh nhân. Tiếp theo là cái mặt nạ thở là cái giao diện giữa máy với cả bệnh nhân, và cuối cùng là bộ làm ẩm. Thì bộ làm ẩm này thì có thể không? Les circuits, donc on dispose de circuits standard de 15 mm de diamètre et de circuits slim plus légers de 12 mm de diamètre. Peu importe, les circuits légers sont plus souples. Ở đây thì cái ống chân thở sẽ có hai cái loại dây, đó là cái dây dẫn tiêu chuẩn là dây standard, thì là nó có cái đường kính là khoảng 15 mm. Thế còn một cái dây được gọi là dây slim, tức là nó nhỏ và nó nhẹ hơn, thì cái đường kính của nó sẽ khoảng 12 mm. Un point important, c'est l'interface, c'est-à-dire le masque, c'est la partie en contact avec le patient. Donc ça, c'est très important, le choix du masque, parce que la tolérance et l'acceptation du traitement va dépendre beaucoup de la tolérance du masque. Tiếp theo đó là cái mask thở, tức là cái diện tiếp xúc giữa máy thở và bệnh nhân. Thế thì ở đây thì cái mask thở này nó có vai trò cực kỳ quan trọng, bởi vì là nó sẽ đóng một cái vai trò rất là cần thiết trong cái sự mà chấp nhận hay là cái sự dung nạp tuân thủ của bệnh nhân với máy thở. Il y a trois grands types de masques. Le masque nasal qui couvre le masque nasal qui couvre que le nez, le masque nasobuccal ou facial qui couvre le nez et la bouche, et puis ce qu'on appelle les embouts narinaires, donc qui se plaquent juste sur les narines. Alors on dispose maintenant d'un nombre très très important de masques, hein, vous voyez, 40 modèles, 130 références. En France, dont on dispose, donc on a vraiment un grand choix. Và các cái loại mặt nạ khác nhau thì chúng ta sẽ có ba cái loại mặt nạ. Thứ nhất là mặt nạ mũi. Mặt nạ mũi này thì nó chỉ ôm trọn vào mũi của bệnh nhân thôi. Thế còn cái mặt nạ mũi miệng, cái mặt nạ mặt ấy, thì là nó sẽ bao gồm cả, nó sẽ chụp lên cả mũi cả miệng của bệnh nhân. Thì cái này các anh chị chắc quen rồi. Và một cái mặt nạ được gọi là mặt nạ lỗ mũi, tức là nó sẽ chỉ có hai cái cành mà nó cho thẳng vào mũi của bệnh nhân. Thế thì ở hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều các cái loại mặt nạ, có tới hơn 40 các cái mẫu mặt nạ được thiết kế, và có rất là nhiều những cái từ, và qua đó thì các cái hãng máy thở họ cũng sẽ phát triển ra, và có đến khoảng 130 các mẫu tham khảo tổng cộng. Ce sont tous des masques à fuite. Il y a une fuite normale, intentionnelle, pour que l'air
puisse ressortir par une petite grille située généralement au niveau du entre la jonction entre le circuit et le masque lui-même. Donc, ce sont tous des masques à fuite. Và các bạn lưu ý ở đây là tất cả các cái loại mặt nạ này thì đều phải có một cái lỗ dò khí. Cái lỗ dò khí ở đây là cái lỗ dò khí chủ đích, có nghĩa là ở trên những cái mặt nạ thở này nó sẽ có một cái lỗ li ti ở đây này. Ở trên cái mặt nạ này thì nó sẽ ở trên cái thân ống, thì là nó sẽ giúp cho cái không khí đi vào và đi ra để nó nhả cái CO2. Bon, voilà l'exemple de masque avec différents systèmes, des masques nasales, des embouts marinaires, et la combinaison là ici par exemple d'un masque avec des embouts narinaires et une couverture buccale, etc. etc. Trên này thì các bạn thấy hình ảnh là rất nhiều các loại mặt nạ thở khác nhau, mặt nạ thở mũi miệng rồi mặt nạ thở mũi. Thì ở đây thì có một cái hình, đó là cái mặt nạ mà ở phía trên thì nó thiết kế giống như là một cái mặt nạ lỗ mũi, là chỉ cắm vào lỗ mũi thôi, và ở phía dưới thì nó bịt cả miệng nữa. Đây cũng là một cái cải tiến của cái mặt nạ mũi miệng. On a même des bleus pour les hommes, des roses pour les dames, un choix très varié. Và những cái loại mặt nạ thở này thì thông thường họ sẽ thiết kế là cái màu blue là sẽ cho nam và màu hồng là sẽ cho nữ. Mais en France on dit toute la nuit, c'est la nuit, la nuit tous les chats sont gris. La nuit, je parlais de la couleur, mais en France on dit la nuit. Quand il fait nuit, tous les chats sont gris. Hein? Ở đây thì họ thiết kế là màu xanh, màu hồng như thế này thôi, nhưng mà khi đeo vào ban đêm thì tất cả nó đều là màu ghi hết, phải màu ghi cả. Alors, en première intention, on va mettre un masque nasal, sauf si le patient a une obstruction nasale et se plaint d'une obstruction et a réellement une obstruction nasale importante. Dans ce cas-là, on mettra un masque nasobuccal, mais sinon, en première intention, donc, on choisit un masque nasal qui est généralement le mieux toléré par les patients. Và trong cái việc mà lựa chọn mặt nạ thở của chúng ta thì trong ba cái loại mặt nạ thở này thì cái mặt nạ thở mũi được khuyến cáo gọi là cái lựa chọn đầu tay của bệnh nhân. Ensuite, on peut essayer si le patient le souhaite ou s'il n'aime pas avoir un système qui couvre trop le visage, on peut essayer des embouts narinaires, comme ceci qui se plaque sur les narines. L'inconvénient, il y a des avantages et des inconvénients toujours pour les deux. L'inconvénient pour les embouts narinaires, c'est qu'il y a plus de sécheresse nasale généralement, donc il faut souvent utiliser l'humidificateur, que c'est plus léger et que ça peut bouger plus et il peut y avoir plus de fuite. Bon. Faut essayer. Và nếu như mà bệnh nhân cảm thấy là cái diện mà của cái mặt nạ mũi nó phủ lên mặt của họ nhiều quá và họ thấy khó chịu thì chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái hàng hai, đó là cái lựa chọn là cái mặt nạ lỗ mũi cho bệnh nhân. Thì cái ưu điểm của cái mặt nạ lỗ mũi này thì nó nhẹ hơn, nó ít cồng kềnh hơn, bệnh nhân thoải mái hơn và bệnh nhân có thể cử động, bệnh nhân quay ngang quay ngửa dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì có một cái nhược điểm, đó là nó có thể là có cái dò khí nhiều hơn. Le masque facial, lui, sera généralement deuxième intention. Donc, si, dans quel cas, s'il y a des fuites buccales importantes, si le patient garde la bouche ouverte la nuit et a des fuites buccales très importantes, ou parfois pour nécessité de confort. Il y a des patients qui préfèrent avoir le nez et la bouche couverte et pouvoir respirer, s'ils le veulent, par la bouche. Và tiếp theo đó là cái cũng là hàng hai, đó là cái mặt nạ mặt, tức là cả mũi cả miệng. Thế thì cái này thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có thở miệng, tức là bị dò khí ở miệng rất là nhiều vào ban đêm. Với những cái trường hợp như thế này thì khi họ thở qua miệng đấy thì là chúng ta dùng cái mặt nạ mũi hay là cái mặt nạ lỗ mũi thì nó sẽ bị dò hết cả khí qua đường miệng khi mà bệnh nhân há miệng ra để thở, và khi đó thì chúng ta sẽ phải lựa chọn cái mặt nạ mũi miệng. Alors, le masque facial, il y a deux choses à retenir. C'est que ça nécessite des pressions efficaces plus élevées parce qu'il y a un espace mort plus important. Donc, attention au réglage de l'appareil. Donc, déjà, souvent, il faut une pression efficace plus élevée. Et la deuxième élément auquel il faut faire attention, c'est que le masque facial, il appuie sur la mandibule. Donc, on va voir que parfois,
ça peut entraîner un recul de la mandibule et entraîner la réapparition d'apnée obstructive. Với cái mặt bằng nguy hiểm này thì có hai vấn đề chúng ta phải lưu ý. Cái vấn đề thứ nhất đó là cái vấn đề thứ nhất đó là cái mặt nạ mũ miệng này thì cái vấn đề thứ nhất sao tự quên quên cái vấn đề thứ hai đó là cái mặt nạ mũ miệng này này khi mà bệnh nhân đeo vào và bệnh nhân thở thì là nó vô hình chung là cái phía dưới này nó sẽ to hơn và nó sẽ đẩy cái xương hàm dưới ra đằng sau và như vậy thì nó sẽ là một cái yếu tố nguy cơ dẫn đến là sẽ xuất hiện các cái cơn ngừng thở của bệnh nhân nhiều hơn. Le premier, c'est l'augmentation de l'espace, l'espace mort. Cái lý do thứ nhất đó là khi mà chúng ta sử dụng cái mặt nạ mũ miệng ấy, thì là cái khoảng chết của chúng ta sẽ nhiều hơn và khi cái khoảng chết nhiều hơn như vậy thì cái áp lực hiệu quả để có thể xóa được các cái cơn ngừng thở, giảm thở là sẽ phải cần một cái mức áp lực cao hơn và cái điều này thì các bạn cần phải chú ý khi mà cài đặt máy thở của bệnh nhân. Alors ça c'est l'étude, l'illustration de ce que je vous disais sur le recul de la mandibule, une belle étude qui est, on cite toujours pour illustrer ça. Là c'est un patient chez qui ils avaient fait deux parties de nuit, une partie de nuit sous CPAP avec un masque nasal, avec une bonne efficacité du traitement. Ça c'est l'endoscopie sous sommeil, donc pendant cette première partie de nuit avec des voies aériennes bien ouvertes, pas de problème. La première partie de nuit, masque nasal, tout va bien. Đây là một cái nghiên cứu được trình bày rất là nhiều trong các cái bài báo cáo thì ở trong cái nghiên cứu này rất là hay đó là người ta chia đôi cái đêm ra đêm một nửa đêm đầu tiên là bệnh nhân sử dụng cái mask mũi là cái nasal mask này và khi đấy thì người ta thấy là các cái giai đoạn ngủ của bệnh nhân cũng như là các cái cơn ngừng thở và giảm thở của bệnh nhân là được xóa gần như hết và chúng ta tiến hành làm cái nội soi phế quản trong khi mà bệnh nhân ngủ ấy, thì thấy rằng là cái đường thở của bệnh nhân nó được mở rộng ra. Et la deuxième partie de nuit, on a changé de masque, ils ont mis un masque au nasal, facial. Et là, vous voyez que réapparaissent des événements respiratoires, apnée, hypopnée. Le sommeil est plus perturbé, de nombreux éveils. Et en endoscopie, on voit qu'il y a un recul de la langue, une bascule de l'épiglotte. Donc ça pose sur la mandibule et ça provoque des événements respiratoires obstructifs. Và đến nửa sau của đêm thì người ta đã thay bằng một cái mask mũi miệng thì người ta thấy rằng là khi mà thay bằng cái mask mũi miệng này thì cái chất lượng của giấc ngủ của bệnh nhân tồi hơn, bệnh nhân xuất hiện nhiều vi thức hơn và có cái sự rối loạn về cấu trúc giấc ngủ và bên cạnh đó là sự quay lại của các cái cơn ngưng thở và giảm thở bởi vì câu chuyện là khi là làm tiến hành nội soi phế quản trong khi ngủ bệnh nhân thì thấy là cái đường thở của bệnh nhân bị hẹp hơn và nguyên nhân là do khi mà chúng ta sử dụng cái mask mũi miệng ấy thì là cái mask đấy nó vô hình chung là nó sẽ đẩy cái xương hàm dưới của chúng ta tụt vào sau và nó đẩy cái gốc lưỡi và làm cho cái nắp thanh môn của chúng ta là nó sẽ bị dịch chuyển về cái thành sau của hậu họng làm cho đường thở bị hẹp. Donc ça c'est un tableau on va passer qui résume les avantages et inconvénients masque facial, masque nasal. Bon, c'est tout ce que je viens de vous dire. Cái bản này thì là cái bản tổng hợp để nói cho chúng ta những cái ưu điểm, nhược điểm của mặt nạ mặt và mặt nạ mũi thôi. On verra si on a le temps tout à l'heure de regarder les données enregistrées par les appareils. Quand on suit un patient appareillé par PPC, la première chose qu'on regarde sur les données enregistrées, c'est s'il y a des fuites. S'il y a des fuites et en particulier des fuites buccales, parce que s'il y a des fuites, ça va perturber l'efficacité du traitement. Một trong những cái vấn đề rất là quan trọng chúng ta phải theo dõi bệnh nhân xem là bệnh nhân có bị dò khí hay không. Thế thì khi đọc các cái bản ghi hoặc là đọc các cái dữ liệu được chuyển từ máy thở của bệnh nhân thì chúng ta phải ngay lập tức xem là bệnh nhân có bị dò khí hay không bị dò khí. Bởi vì là ví dụ như bệnh nhân bị dò khí ở miệng hay là dò khí ở bất kỳ nơi nào thì cái câu chuyện là với những cái dò khí như thế thì sẽ không có hiệu quả điều trị. Il peut y avoir des fuites buccales, bien sûr, si on a un masque nasal ou narinaire. Ça risque de provoquer des éveils du patient ou des micro-éveils, de perturber le sommeil, d'entraîner de la sécheresse buccale, donc d'entraver la bonne tolérance et l'efficacité du traitement. Et dans ce cas-là, bon, la solution, bien sûr, c'est d'essayer un masque facial. Và trong cái trường hợp mà bệnh nhân có cái dò khí ở miệng,
Chúng ta sẽ thấy rằng là trong những cái trường hợp đấy thì bệnh nhân sẽ không có được cái hiệu quả mà để điều trị được cái cơn ngưng thở hoặc là giảm thở của bệnh nhân. Và đôi khi là với những cái bị dò khí như thế thì sẽ dẫn đến là bệnh nhân sẽ có những cái thức tỉnh, những cái vi thức rất là nhiều vào ban đêm và khiến cho cái chất lượng giấc ngủ của họ lại trở nên bị rối loạn và tồi tệ hơn. Donc en synthèse concernant les interfaces, donc c'est passer du temps parce que c'est un élément essentiel vraiment du traitement en dehors de l'appareil lui-même. Première attention au masque nasal, sauf exception, sauf obstruction nasale importante. On peut faire des essais de modèles différents. Si on met un masque facial buccal-nasal, attention parce qu'il faut des pressions efficaces plus élevées. Et vous avez vu que ça peut entraîner des compressions de la mandibule et des apnées obstructives. Et le masque, c'est une prescription du médecin. Ça doit être bien maîtrisé par le médecin, parce que vous avez vu que selon le modèle et tout, ça peut changer, modifier l'efficacité du traitement. Và để tổng hợp những cái vấn đề về mặt nạ thở của bệnh nhân thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó là một cái yếu tố rất là quan trọng, rất là cần thiết ngay từ khi khởi trị cho bệnh nhân. Và cái lựa chọn hàng đầu vẫn là cái lựa chọn mặt nạ mũi, trừ những cái trường hợp ngoại lệ như là bệnh nhân có tắc nghẽn ở mũi. Và chúng ta có thể thử rất là nhiều các loại mặt nạ khác nhau nếu cần. Và chú ý rằng là với những cái mặt nạ mà mũi miệng, tức là mặt nạ mặt ấy, thì chúng ta sẽ phải cần một cái mức áp lực cao hơn và đôi khi nó có thể gây hại bởi vì là có cái hiện tượng là nén xuống, đẩy xuống một cái, đẩy ra đằng sau cái xương hàm dưới. Và cái sự thay đổi về mặt nạ của bệnh nhân nó là một cái chỉ định y khoa, tức là cái người bác sĩ phải là người quyết định. Và tất cả những cái sự thay đổi về mặt nạ của bệnh nhân thì cần phải được kiểm tra cái hiệu quả cũng như là sự dung nạp của bệnh nhân như thế nào. Le dernier élément, c'est la problématique de l'humidification, donc de l'utilisation ou pas d'un humidificateur chez les patients. Và cái phần cuối cùng đó là chúng ta sẽ nói về một cái bộ phận, đó là bộ phận làm ẩm. Nó sẽ giúp ích như thế nào? Donc vous savez que le nez est un humidificateur naturel important, que la respiration nasale permet d'humidifier, de réchauffer l'air que nous respirons. Et donc, quand on envoie de l'air avec la CPAP, l'air est plus froid, plus sec, et ça peut entraîner des effets secondaires, notamment de sécheresse nasobuccale, d'hypersécrétion, de rhinorrhée, etc. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là mũi thì nó là một cái hệ thống mà được gọi là hệ thống làm ẩm tự nhiên, và nó sẽ giúp cho là cái không khí đi từ ngoài vào trong khoang vào trong khí quản của chúng ta là được làm ẩm. Tuy nhiên khi mà bệnh nhân thở CPAP thì là cái luồng khí đó nó sẽ bị lạnh và bị khô hơn, và với cái luồng khí lạnh và khô như thế thì nó sẽ gây ra một loạt các cái biến chứng, những cái tác dụng phụ, ví dụ như là bệnh nhân có thể có những cái tổn thương khô mũi, rồi có thể là chảy máu ở trong mũi. Pareil, c'est le même rappel. Alors ça c'est une étude qui montrait que l'humidificateur chauffant pouvait avoir un intérêt dans l'observance et la tolérance du traitement, mais je vais passer parce qu'en fait, il y a eu très peu d'études, et les études elles sont anciennes, hein, très anciennes, il n'y a pas eu d'études récentes refaites sur les humidification. En tout cas, les conclusions, c'est qu'il ne faut pas mettre un humidificateur systématiquement en première intention, sauf si le patient a des antécédents ORL de rhinite chronique vraiment gênant, sauf s'il a eu, il a des antécédents d'intervention ORL ou pharyngée, mais sinon, pas d'humidificateur en première intention, mais prévenir le patient qui peut avoir de la sécheresse nasobuccale et que dans ce cas-là, il y a des solutions qu'on va voir. Và với cái hệ thống làm ẩm này thì các cái nghiên cứu trước đây thì cho thấy rằng là nó cũng không có cái sự khác biệt, sự thay đổi giữa cái sự dung nạp hay là sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân.
Thật ra thì cái nghiên cứu này là đã có từ rất là lâu rồi, từ năm 2005, và sau này thì cũng không có các nghiên cứu nào để khẳng định lại cái vấn đề này. Tuy nhiên thì theo khuyến cáo thì cái hệ thống làm ấm này không bắt buộc phải có mặt ở trong tất cả các trường hợp, mà tùy theo từng trường hợp chúng ta có thể chỉ định cho bệnh nhân, đặc biệt là trong những trường hợp mà bệnh nhân có các bệnh lý về tai mũi họng, ví dụ như là viêm mũi dị ứng mãn tính, hoặc là bệnh nhân có tiền sử mổ xoang, mổ các cái vấn đề liên quan đến tai mũi họng, thì khi đấy lại chúng ta lại cần thiết có thể chỉ định cái phần làm ấm cho bệnh nhân. Si l'humidification va pouvoir être assurée par deux systèmes. L'humidificateur lui-même, qui est un bac dans lequel on met de l'eau posée sur une plaque chauffante qui permet de chauffer l'eau et donc à l'air qui sort de l'appareil d'être humidifié et réchauffé. Et puis, si besoin, on peut en plus utiliser un circuit chauffant, c'est-à-dire un circuit dans lequel l'air va être réchauffé. Il y a une résistance qui permet de réchauffer l'air à l'intérieur du tuyau. Với cái hệ thống làm ẩm này thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là ở cái hàng Freshmade thì là họ sẽ có một cái bình làm ẩm được gắn ở bên ngoài như thế này, hoặc là bình làm ẩm ở đây, và khi đó thì là có thể là cái không khí sẽ đi qua bình làm ẩm này được làm ẩm, và tiếp theo đó là cái hệ thống mà sưởi ấm ở trong cái dây. Tức là cái dây này nó khác với cả cái dây thông thường, là nó có những cái sợi mà bao quanh này để nó sưởi ấm cái không khí trước khi cái không khí này được đi qua mũi bệnh nhân. Le patient a accès, vous verrez sur les menus, au réglage de la température de l'humidificateur et de son circuit chauffant, hein, s'il est en place. Donc ça, le patient peut régler lui-même, et il faut lui expliquer, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de température trop élevée qui peut provoquer une condensation, l'apparition d'eau dans le tuyau et le masque, et dans ce cas-là, ça va réveiller le patient s'il y a de l'eau dans le masque la nuit. Và ở đây thì khi mà chúng ta cài đặt các cái máy thở thì chúng ta sẽ thấy rằng có những cái mức độ làm ẩm khác nhau. Và như lúc nãy tôi nói rồi là cái chỉnh cái độ làm ẩm này, nhất là cái độ làm ẩm ấy, thì là bệnh nhân có thể tự chỉnh được. Tuy nhiên là chúng ta cũng sẽ phải giải thích rất là kỹ với bệnh nhân để người ta có thể chỉnh được những cái mức làm ẩm tương đối là đúng. Bởi vì là ví dụ như là trong trường hợp mà cái độ ẩm của không khí nó đã cao và bệnh nhân lại chọn cái chế độ mà là ẩm lớn, thì sẽ dễ xuất hiện cái hiện tượng là đọng các cái hơi nước ở trong cái đường ống, trong cái mắt thở ở trong đêm. Donc, en résumé et conclusion pour ce chapitre de l'humidification, ce que disaient déjà les fameuses recommandations de 2010, donc pas recommandé d'utiliser un système d'humidification en première intention, mais il doit être proposé, bien sûr, en cas d'effets secondaires. Et dans ce cas-là, l'humidificateur, dans 80% des cas, vous voyez, va pouvoir résoudre le problème et permettre de faire disparaître la sécheresse nasobuccale. Và cái tổng kết khuyến cáo cuối cùng dành cho cái hệ thống làm ẩm này thì người ta không khuyến cáo sử dụng hệ thống làm ẩm một cách có hệ thống, nhưng mà cũng nên sử dụng trong những cái trường hợp mà bệnh nhân có những cái vấn đề mà không dung nạp được ở phần mũi miệng của bệnh nhân. Và hầu hết là tất cả những cái vấn đề về dung nạp của mũi thì sẽ được giải quyết bởi cái máy tạo độ ẩm này. Et puis enfin, si on met un humidificateur, il y a des règles d'hygiène à respecter, changer l'eau tous les jours, mettre de l'eau la moins calcaire possible pour éviter, c'est comme une cafetière, hein, pour éviter le dépôt de calcaire, et puis ne rien ajouter dans l'eau. Je dis ça parce que les patients qui ont l'imagination, les patients qui mettaient de l'huile essentielle dans l'eau, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon, ça projette les gouttelettes d'huile, et si ça va dans les bombes, c'est pas très bon. Và chúng ta thấy rằng là cái hệ thống làm ẩm này thì nó cũng không phải là lựa chọn hàng đầu trừ khi có các cái ngoại lệ, và sẽ được dùng khi có những cái vấn đề về khô mũi miệng. Và khi mà bệnh nhân đã sử dụng cái hệ thống làm ẩm này thì chúng ta sẽ phải hướng dẫn bệnh nhân là thay nước hàng ngày, phải đảm bảo là cái nước ở trong cái hệ thống làm ẩm này được vệ sinh, và đặc biệt là không thêm gì vào trong cái nước đấy cả, bởi vì đôi khi có những bệnh nhân người ta nghĩ rằng là thêm một số các cái loại tinh dầu vào thì nó sẽ tốt hơn, mà cái điều đấy thì nó sẽ rất là gây kích ứng và nguy hiểm cho đường hô hấp, cho nên là tuyệt đối là không thêm gì vào trong nước làm ẩm. Donc tout ça on va passer, c'est ce que je viens de dire. Donc généralement, une fois qu'on a fait tout ça,
Ben, le patient s'adapte, dans la majorité des cas, s'adapte bien à l'appareil et il va ressentir une amélioration rapide dès les premières nuits, souvent, hein, avec disparition des apnées hypopnées, disparition du ronflement et un sommeil de meilleure qualité, disparition de la nicturie si elle existait et bien sûr diminution, disparition de la fatigue, de la somnolence diurne et ainsi de suite. Và cái hiệu quả mà cái việc thở máy CPAP này mang lại là chúng ta sẽ thấy được là bệnh nhân có thể là nhận ra những cái hiệu quả này ngay lập tức. Nó có thể giảm được các cái cơn ngừng thở, giảm thở ngay lập tức sau cái đêm đầu tiên. Và cái người bệnh nhân của chúng ta sẽ có được cái cảm nhận đó là các cái cấu trúc về giấc, cái chất lượng về giấc ngủ của họ sẽ được cải thiện. Rồi là họ sẽ cải thiện được các cái triệu chứng buồn ngủ về ban ngày, họ sẽ hết mệt. Rồi là các cái triệu chứng đi tiểu về đêm cũng sẽ được giảm và thậm chí là cải thiện hoàn toàn. En ce qui concerne la surveillance, on pourra en parler plus en détail tout à l'heure. Bah, bien sûr, il faut suivre régulièrement ces patients. Alors, en France, on a la chance d'avoir des sociétés de prestations à domicile avec des techniciens, des infirmières qui suivent les patients à domicile, qui suivent les données télétransmises par les appareils, qui nous transmettent tout ça, qui font des consultations parfois avec nous. Donc, ça nous permet un suivi régulier. Donc, généralement, on revoit les... quand on appareille un patient, enfin, moi, par exemple, ce que je fais, mais bon, ce n'est pas une règle, on peut faire autrement, hein, mais moi, on appareille un patient, je le revois 6 semaines après, environ. Et puis après, si ça va bien, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et une fois par an, ou même plus, si tout va bien. Ben moins qu'une fois par an si tout va bien. Ça, c'est pour un patient qui va bien. Et si le patient a des problèmes, bon, ben, on s'adapte, on essaye de le revoir dès que possible entre deux. Và ở khác thì có một cái thuận lợi đó là có rất là nhiều những cái gọi là cái tổ chức để mà theo dõi cho bệnh nhân từ y tá này, từ kỹ thuật viên là từ các cái hãng máy thở, không biết dịch cái từ Prestate, nó là cái gì, tức là họ có một cái hệ thống để họ theo dõi cái máy thở tại nhà cho bệnh nhân ấy, thì tất tần tật những cái thông số máy thở của bệnh nhân sẽ được họ theo dõi và họ sẽ chuyển từ xa cho bác sĩ điều trị. Và như bản thân ông ấy thì là ông sẽ theo dõi bệnh nhân là sau 6 tuần, tức là bệnh nhân thở máy này, sau 6 tuần thì ông sẽ xem lại cái dữ liệu của bệnh nhân, nếu mà tốt thì tất cả các cái dữ kiện tốt thì ông sẽ theo dõi sau 3 tháng, 6 tháng và 1 năm. Và sau đấy thì là nếu mà bệnh nhân vẫn cứ tốt thì là cứ 1 năm ông sẽ xem lại các cái thông số của bệnh nhân một lần. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà có vấn đề gì đấy mà các cái thông số nó không tốt thì lúc đấy thì bệnh nhân sẽ phải đến khám lại để có thể điều chỉnh lại. Au départ, on aura dit au patient aussi que pour une efficacité du traitement, il faut une observance régulière. Il faut essayer de mettre son appareil toutes les nuits. Si possible, tout le temps où on dort. Et l'utilisation recommandée, c'est d'au moins 4 à 5 heures par nuit. On sait que c'est une moyenne, hein, en moyenne. C'est l'utilisation qu'il faut observer pour notamment prévenir les complications cardiovasculaires de la maladie. Và cái sự tuân thủ điều trị thì được đánh giá thông qua là cái số giờ mà bệnh nhân thở máy một đêm. Thế thì thông thường là ít nhất là bệnh nhân phải thở máy được là 4 tiếng một đêm. Thế còn trung bình là bệnh nhân sẽ phải thở từ 4 đến 5 tiếng và bệnh nhân thở càng nhiều càng tốt. Thậm chí là có những bệnh nhân thở cả đêm thì càng tốt. Bởi vì người ta thấy rằng là cái thời lượng mà sử dụng máy thở càng nhiều thì nó sẽ liên quan đến việc là giảm các cái biến cố, đặc biệt là các biến cố về tim mạch. Le début du traitement est très important, encore une fois, beaucoup de choses se jouent au départ. Il ne faut pas rater le début du traitement. Il faut prendre le temps d'expliquer, d'adapter le patient, de surveiller les premiers jours, etc. Parce que si ça se passe mal au départ, c'est difficile de rattraper les choses ensuite. Và để mà làm tăng cái sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân ấy, thì là chúng ta sẽ phải theo dõi cái đêm thở máy đầu tiên của bệnh nhân. Cái đêm thở máy đầu tiên nó rất là quan trọng để chúng ta có thể giải quyết được những cái vấn đề mà xảy ra, những cái khó chịu xảy ra ngay trong cái đêm đầu tiên đó. Alors ensuite, le suivi, ça on pourra en parler si on a le temps plus en détail tout à l'heure ou en début d'après-midi. Les machines donc enregistrent tout un nombre de données qui sont d'une part télétransmises, donc analysables à distance,
et qui sont analysables aussi en les extrayant directement de l'appareil. Et on les analyse avec des logiciels propres à chaque fabricant. Chez Respet, c'est Rescan. Chez Philips, c'est maintenant, ça s'appelle Car Orchestrator Essence. Et chaque fabricant, on verra, on pourra montrer en exemple tout à l'heure à son logiciel qui permet d'analyser les données enregistrées par l'appareil. Cái giám sát dữ liệu của máy thở được ghi lại thì những cái dữ liệu này thì có thể được truyền trực tiếp từ cái máy thở qua cái thẻ nhớ hoặc là bằng cáp hoặc là truyền dữ liệu từ xa. Thế thì mỗi một cái nhà sản xuất họ sẽ phát triển một cái phần mềm phân tích dữ liệu của mình. Ví dụ như ở ResMed thì nó là cái phần mềm ResScan, còn ở hãng Philips thì bây giờ nó là cái phần mềm Care Orchestrator đây. Thì nó sẽ theo dõi qua cái hệ thống này, và bây giờ chúng ta sẽ có những cái ví dụ về cái hệ thống theo dõi, các cái bản ghi theo dõi. Donc on verra si on a le temps plus en détail tout à l'heure. Donc, mais tous ces logiciels permettent d'analyser quatre groupes d'éléments importants. Des fuites d'abord, la première chose, savoir est-ce qu'il y a des fuites. Ensuite l'observance, le nombre d'heures d'utilisation, le nombre de jours, les réglages des pressions, et enfin de regarder s'il y a des événements respiratoires résiduels, apnée, hypopnée, avec maintenant des courbes de débit respiratoire détaillées qui nous permettent d'analyser ça de façon en détail pour chaque nuit. Và thì chúng ta sẽ theo dõi cái dữ kiện gì từ cái thẻ nhớ, từ cái dữ liệu của máy thở. Chúng ta sẽ theo dõi bốn cái nhóm dữ liệu sau đây. Thứ nhất đó là dò khí, thứ hai là tuân thủ, tức là bệnh nhân được thở máy bao nhiêu tiếng một đêm, rồi là các cái áp lực cần thiết để điều trị cho bệnh nhân, và cái thứ tư đó là các cái sự kiện tồn dư. Các cái sự kiện tồn dư này thì chúng ta sẽ thấy được cả một cái rất là chi tiết về các đường cong hay là lưu lượng của cái các cái nhịp thở của bệnh nhân nữa. Juste un exemple pour finir de ce qu'on voit sur les données, l'analyse des données enregistrées par la machine. Là, c'est ResMed, machine ResMed. On voit là, l'utilisation chaque jour. On voit que le patient, il utilise très régulièrement son appareil, tous les jours. Bon, il y a un jour là où il n'a pas utilisé, là, un jour très peu, mais tous les autres jours, c'est une utilisation régulière. Là, c'est une autre présentation de l'utilisation. Vous voyez les heures et les utilisation tous les jours là. D'un coup d'œil, on voit que le patient est bien observant. Đầu tiên là bằng mắt thường của chúng ta thôi, thì chúng ta sẽ quan sát được là cái sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân. Ví dụ như là đây là một cái bảng mà chúng ta thấy rằng là bệnh nhân sẽ tuân thủ điều trị gần như là tất cả các ngày. Bệnh nhân thở máy rất là đều, rất là lâu, chỉ có trừ có một cái ngày này là không thấy bệnh nhân thở, và cái ngày này là bệnh nhân thở rất là ít, hoặc là một cái bảng biểu diễn bên này chúng ta thở thấy là về mặt tương đối thì chúng ta thấy là bệnh nhân thở máy cũng tương đối là đều đặn. Ensuite on regarde donc les fuites elles sont là ici en vert. On voit que la ligne rouge c'est la ligne des fuites acceptables, 24 litres minutes là chez ResMed, et donc compte tenu des fuites intentionnelles normales de l'appareil. Donc on voit que la plupart des nuits, il y a assez peu de fuites, et puis il y a des nuits où il y a plus de fuites. Donc là, il faudra peut-être regarder en détail pourquoi. Est-ce que c'est des fuites par déplacement du masque? Est-ce que c'est des fuites par ouverture buccale? Bon, on pourra regarder plus en détail ces nuits-là, par exemple. Và tiếp theo là chúng ta xem đến cái mức độ mà dò khí của bệnh nhân, thì chúng ta thấy rằng là có cái đường màu đỏ ở đây. Cái đường màu đỏ này là cái ngưỡng dò khí cho phép, ví dụ như là ở đây là cái mask thở của ResMed thì cái ngưỡng dò khí cho phép là 24 lít trên phút. Thế thì chúng ta sẽ thấy là có rất là nhiều đêm mà bệnh nhân có cái sự dò khí quá mức như thế này, và chúng ta sẽ phải xem xét cái sự dò khí này là nguyên nhân là gì, là do dò khí qua mặt nạ hay là dò khí qua là bệnh nhân thở bằng miệng, và thì chúng ta sẽ xem chi tiết về một cái đêm mà bệnh nhân bị dò khí rất là nghiêm trọng xem nó là cái gì. On a les événements respiratoires résiduels ici, index apnée hypopnée résiduel sous machine, donc vous voyez qu'il est généralement en rouge, c'est l'index d'apnée qui est généralement peu important, là inférieur à 10 pour la plupart des nuits. Mais voyez par exemple ici, cette nuit-là, il y a un index d'apnée hypopnée plus important, et ça correspond à une nuit où il y a beaucoup de fuites, hein. Il y a des fuites importantes, et du coup, ça entraîne des apnées hypopnées résiduelles plus importantes.
Tiếp theo là chúng ta sẽ xem vào cái chỉ số ngưng giãn thở và cái chỉ số ngừng thở của bệnh nhân là như thế nào. Chúng ta nhìn vào cái bảng này, cái phần màu đỏ đó là cái chỉ số về ngưng thở và cả cái cột này đó là chỉ số ngưng giãn thở. Thì chúng ta sẽ thấy là có một cái đêm này, cái chỉ số ngưng giãn thở của bệnh nhân rất là cao, và chúng ta dòng xuống dưới thì thấy rằng là cái đêm này là nó có cái hiện tượng đó là bệnh nhân bị dò khí rất là nhiều, dẫn đến là cái chỉ số ngưng giãn thở nó cao như thế này. Enfin, l'indication des pressions avec la pression médiane, la pression au 95e centile, c'est la pression qu'on retient comme pression efficace. Si on veut régler, par exemple, en mode à pression constante, après, on va prendre la pression au 95e centile. Chez ResMed et chez Philips, ils donnent la pression au 90e centile. Bon, c'est une petite nuance, mais peu importe. Và tiếp theo là chúng ta sẽ xem về cái mặt mà áp lực về mặt điều trị, thì các cái màu ở đây các bạn sẽ thấy là đầu tiên là cái áp lực trung bình này, tiếp theo đó là cái áp lực là P95% và cái áp lực trung bình. Thì qua đó thì chúng ta sẽ xem được là cái áp lực 95% của bệnh nhân trong đêm là bao nhiêu. Ở máy ResMed thì chúng ta sẽ có thông số là P95, tức là áp lực 95% trong đêm, và ở máy Philips thì chúng ta sẽ khác một chút là chúng ta sẽ có áp lực là P90. Donc dans le suivi du patient, on pourra y revenir plus en détail tout à l'heure peut-être. Donc bien sûr, la clinique d'abord, hein, s'intéresser à ce qu'il y a des variations de poids, est-ce qu'il y a eu des événements de santé nouveaux, les hospitalisations, les médicaments. On évalue par le score des coiffes l'évolution de la vigilance diurne, somnolence ou pas, ainsi de suite. Và về vấn đề theo dõi về vấn đề thở máy của bệnh nhân thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ theo dõi các cái triệu chứng lâm sàng, chúng ta theo dõi về cân nặng, đó cái thay đổi về cân nặng như thế nào, chúng ta theo dõi các cái sự kiện về sức khỏe, về thuốc men bệnh nhân cần phải dùng thêm, và chúng ta sẽ theo dõi về cả các cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày của bệnh nhân thông qua cái bản điểm Epworth. Et puis deuxième élément du suivi, on vient de voir en résumé les données fournies par la machine, enregistrées par l'appareil. Donc on s'intéresse dans l'ordre d'abord aux fuites, ensuite à l'observance, et on s'inquiète si l'observance est inférieure à 3 heures par nuit. Ensuite, on regarde les niveaux de pression, et ensuite, enfin, est-ce qu'il y a des événements respiratoires résiduels, apnée, hypopnée. Tiếp theo đó là theo dõi về các cái dữ liệu của máy thở, chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân có dò khí hay không, theo dõi bệnh nhân có tuân thủ hay không, nếu mà dưới 3 giờ một đêm thì là có dấu hiệu cảnh báo, rồi là theo dõi về áp lực và các cái chỉ số ngưng thở, giãn thở tồn dư còn bao nhiêu. Voilà, donc on va arrêter là pour cette présentation de ce matin, et puis ensuite on vous propose c'est de faire voulez-vous mettre la photo? C'est oui, hein, je crois que c'est oui. Et donc je commence. Faire une petite pause et puis ensuite on peut faire. On a deux appareils, donc on peut faire au moins deux ateliers pour vous montrer la mise en place pratique d'une PPC. Và chúng ta sẽ kết thúc cái bài trình bày buổi sáng ở đây, và chúng ta sẽ đến cái phần thực hành. Bây giờ là tôi sẽ có hai cái máy thở. Và các cái mask thở ở đây thì tôi sẽ yêu cầu là các bạn sẽ tham gia thực hành và cũng thử luôn. Các bạn có câu hỏi gì không? Des questions. Đêm chia đôi đấy thì một nửa. À, cái mask đấy là họ có cái đường để đưa ấy. Cái nghiên cứu đấy em đọc đúng không? Thôi em cứ hỏi. Thì chia đôi cái đêm đấy ra, thì như hôm qua học sinh thì giấc ngủ đấy, thì hai cái chu kỳ đầu và chu kỳ sau khác nhau, thì liệu đánh giá so sánh như vậy thì nó có được tương thích không, tức là nửa đầu đêm và nửa sau đêm là một đêm một cái là nó nhiều hơn cái đen ít hơn, thì so sánh như vậy thì nó có tương thích không? Ok, la question
sur l'étude qu'on utilisait le deux masques, le nasal mask et le facial mask. La première question est si on utilisait le oronasal mask et quelle voie on peut faire le endoscopie bronchique. Ah, il a bonne des questions, je ne sais pas. Oui, non, mais c'est une bonne question parce que je ne sais pas comment ils ont fait. Je ne sais pas. Oui, non, mais c'est une très très bonne question. Je ne sais pas par où. Dans l'étude. Vous savez, cette fameuse étude, pose une très bonne question. Moi, je ne suis pas trouvé comment ils ont pu faire une endoscopie avec un masque nasal. Ah oui, non, on le fait. On passe par l'opercule. On passe par au l'opercule. Au travers du masque. Voilà, au travers du masque, comme quand on est en soins intensifs, quand on fait des bronchos. Ouais, non, mais théoriquement, par le percule. Ouais, mais théoriquement, le percule des masses de PPC, il est très petit. Il est très, il fait 2-3 mm. S'il y en a. On a cette on décrit un masque, on fait un trou dans le masque, on dit de la silicone autour. Oui, je pense qu'ils ont certainement bricolé faire un trou dans le masque avec. Un système étanche autour, parce qu'on ne peut pas passer, il a raison, on ne peut pas passer par le. Oui. On faisait des fibros sous VNI, on utilisait. Absolument, je pense qu'ils ont fait un petit opérateur à travers le masque. Oui, ils ont forcément fait un trou dans le masque. Câu hỏi của bác sĩ Quyên là làm thế nào để mà soi được nội soi được phế quản khi mà bệnh nhân thở mask mũi miệng, thì ông khen là câu hỏi của bác sĩ Quyên rất là hay, vì ông cũng biết là nghiên cứu đấy và làm như nào, thì ông hỏi các cái đồng nghiệp của ông ấy thì có thể rằng là cái mask thở ấy nó sẽ được thiết kế riêng, tức là nó sẽ có một cái lỗ ở trên cái mask silicone đấy, bởi vì là cái ống soi của chúng ta thì nó không quá to, nó chỉ có khoảng 2-3 mm thôi, và đưa cái ống soi đấy qua thì người ta hoàn toàn có thể soi được phế quản của bệnh nhân. Thì chắc là do cái thiết kế hoặc là do có cái lỗ thủng ở trên đấy. La deuxième question sur ce étude. Hier, on a déjà étudié, il y a des différents des stades sommeil entre le première nuit et deuxième nuit, il y a plus de sommeil paradoxal en derrière. Et si on séparait la nuit comme ça, on peut évaluer exactement les événements obstructifs, apnée ou pas. Oui, mais là, vous voyez bien que la deuxième partie de nuit, le sommeil est de beaucoup moins bonne qualité. Il y a des longs éveils. Là, il a mis du temps à se rendormir. Là, il y a une longue période d'éveil. Il y a plusieurs éveils. Il y a pas de sommeil paradoxal pendant cette deuxième partie de nuit. Très peu de sommeil lent profond. Donc, le sommeil est de moins bonne qualité. Mais on fait surtout des apnées en sommeil paradoxal, mais aussi et surtout en sommeil lent léger. Donc, bon, oui, mais ça montre que le sommeil il est perturbé et que, en sommeil lent léger, justement, il fait plus d'événements et que le fait d'avoir un masque nasobucal, il a un sommeil qui est beaucoup moins bonne qualité. Il aurait dû avoir du sommeil profond et surtout du sommeil paradoxal. Non. En deuxième partie de nuit. Thì câu trả lời của thầy ở đây là khi mà chúng ta chia đôi cái đêm thế này, thì cái câu chuyện là ở đây ngay cả đến cái nửa sau đêm của bệnh nhân cũng không rơi được vào giấc ngủ REM, bởi vì cái chất lượng giấc ngủ của bệnh nhân nó tồi quá. Cả cái nửa đầu và cái nửa sau của bệnh nhân ấy, thì chúng ta thấy rằng là chủ yếu là bệnh nhân ở cái giai đoạn giấc ngủ nông thôi, mà không rơi được vào cái giấc ngủ sâu. Như vậy là cái việc mà sử dụng cái mask mà mũi miệng như thế này thì nó sẽ làm cho cái chất lượng của giấc ngủ của bệnh nhân tồi tệ hơn là cái đầu tiên, và các cái sự kiện mà ngưng thở hay giảm thở của bệnh nhân nó cũng xuất hiện là nhiều hơn, chứ không cần phải đến cái giai đoạn REM nữa, thì bệnh nhân không rơi được vào giai đoạn REM.
Bon, pause. Peut-être faire une petite pause, on discutera après parce que on va pas avoir le temps sinon de. Thầy bảo là chúng ta sẽ nghỉ một chút và sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận và học bài tiếp sau chắc là thầy mình. Bah, là déjà il est déjà 11h. On peut faire, je vais voir avec Doc et on peut faire le suivi si vous avez une autre idée. J'ai tout un truc là sur le suivi des données machines. Après, comme vous voulez. Et il faut qu'on voit avec cet après-midi. Oui. Est-ce que vous avez prévu de remettre des diplômes, de cérémonie pour remettre des diplômes Je ne sais pas, mais je vais demander le secrétaire. Pour savoir à quelle heure on termine cet après-midi. Si vous voulez, mais peut-être un peu tôt pour que vous puissiez rentrer tôt à l'hôtel pour préparer. Oui, c'est pour ça, pour savoir. Bon, après, on s'adapte. C'est pour savoir si vous avez prévu quelque chose. Oui, oui. Je vais demander le secrétaire. Oui. Il a des certificats. D'accord, d'accord. Ừ, chiều nay có in cái chứng nhận cho các bạn ở lớp học này luôn không để các thầy trao luôn. Bên kia là bên nào? Thế em hỏi lại anh Đức đi. Em hỏi lại anh Đức đi, có Đức B ở đây không nhỉ? Thank you.
Ça fait trois fois qu'il leur pose la question. Je les connais. Tu arrives à savoir. Ils sont
Ah oui, mais ça c'est le plus classique. Si on leur demande un truc, ils vont se décarcasser pour faire le maximum. Elle va aller l'acheter pour elle, elle va payer pour elle. Je ne veux pas mettre un carte bleue, là, ça. Non, je paye pour toi. Non, mais ça, c'est sûr. Il faut aussi dire à Bouchard que s'il trouve quelque chose, ils vont tout faire. Ils vont lui payer le prix de faire. Et Doc n'est pas revenu avec lui, on arrive à savoir plus facilement. Can I volunteer first? Volunteer to breathe? Yeah, can I wear a mask and yes, you can try through the machine? Yes. Wait a minute. I said the first. I want to be the first to. Yes. But to experience this machine. Yes. Okay. Wait a minute. Show you first. I'll show you how to manage the device. Là mắt mũi đúng không? Mặt nạ để được mũi cái to này á. Cả mũi mặt chứ. Rất cả hai là mũi mặt cả hai to rồi. Mũi là cái này cái này. Mắt mũi là size bé. Size kít. Size S gì? S gì đây này, khác đây này. Ça c'est orofacial, oronasal facial mask. And this one is masque nasal. Donc, vous voyez, les masques, il y a toujours la fuite. Fuite normale, fuite intentionnelle avec le filtre. On peut changer et enlever. On peut l'enlever et changer quand c'est ça. Attendre que nos traducteurs reviennent. Ah oui, il sait la régler. Ah,
Ở sao nào? Đâu 6 7 8 anh em đừng bơi xe. Em vào. Một anh cài bao nhiêu đấy? Mấy hả? Cái 6 7 8 10 mấy. Cái cây của anh người ta đi. À 10 có định nào 10. Cho 8 7 thôi. Cao em mới trả luôn để thay dương này rất đó. Tắt máy đi. Cái gì đâu cũng nhiều, vẫn có người được có khoảng. Chị hành đi. 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 Chị Alors donc, on a les. Donc vous montrez sur l'écran d'accès du patient. Donc on appuie à chaque fois pour avoir. Donc sur l'écran d'accueil, donc les options. Donc on peut régler la durée de la rampe. Hein. Donc ça c'est le patient, il peut régler lui-même. Hein. Donc durée de rampe, auto ou auto, c'est automatique quand il va s'endormir, la pression, elle va commencer à monter. Et sinon, on peut régler entre donc minimum 5, maximum 45. My options. Okay. Donc, 5 jusqu'à 45 minutes. Tức là trong cái màn hình mà lựa chọn đầu tiên của chúng ta thì chúng ta sẽ có thể là chọn những cái cài đặt đầu tiên là ở đây thì ông đã vào luôn cái mức cài đặt là cái thời gian RAM ấy, là cái thời gian mà tăng cái mức áp lực lên thì cái thời gian này có thể các bạn có thể chọn là mức thấp nhất là 5 phút và mức cao nhất là 45 phút. Donc on revient sur le menu. Ensuite, il faut régler le type de masque. Ça, c'est important parce que le type de masque va dépendre la fuite, le niveau de fuite intentionnel. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chọn là cái loại mask ấy. Là sẽ chọn là loại mask gì, loại mask lỗ mũi hay là loại mask mũi miệng hay là loại mask mũi, bởi vì là nó sẽ liên quan đến cái dò khí. Tức là cái ngưỡng dò khí mà cái mask đấy nó sẽ tự động cài đặt. Donc, narinaire, facial, nasal. Đấy là mask lỗ mũi này, mask mặt này và mask mũi. On va laisser nasal. Alors, l'exécution ajustement de masque, c'est pour faire un essai. Le patient, il peut faire un essai pour voir si le masque est bien adapté, étanche. Qu'est-ce qu'il veut tenir? Oui, merci. Donc, juste pour montrer, si j'appuie, l'air va sortir. Donc, l'air, il sort. C'est comme si il y a pas de masque, c'est comme s'il y avait une fuite très importante, donc là il est pas content. Tức là khi mà chúng ta không lắp mask vào đây thì cái khí nó đi ra nó bị dò và nó sẽ hiện lên cái mặt mà không hài lòng như này. Et là j'ai bouché la fuite et là il est content. Và khi mà chúng ta bịp cái lỗ đấy lại, tức là nó không còn cái dò khí nữa, thì nó sẽ có hiện lên cái mặt hài lòng này. Donc le patient peut faire l'essai pour voir si son masque est bien adapté. Và đây là cái chế độ mà chúng ta chọn là khi là bệnh nhân người ta lắp cái mask lên mà người ta đeo lên mũi thì ấn cái chế độ này để xem là có dò khí hay không. Nếu mà bị dò khí thì nó mặt đỏ, mà nó không bị dò khí thì là mặt xanh vui vẻ. Ok. Ensuite, bon, mode avion, c'est pour couper comme le téléphone, couper la télétransmission. Hein. Và cái chế độ máy bay nó cũng giống như là cái chế độ mà của điện thoại ấy, là nó sẽ ngắt cái kết nối mà truyền dữ liệu từ xa để chúng ta có thể dùng được ở trên máy bay. Donc voilà, ça c'est les réglages. Le patient peut
accéder à ces réglages-là, pas plus. Và đây là cái phần mà lựa chọn mà bệnh nhân người ta lựa chọn được, người ta chỉ lựa chọn được những cái chế độ thế thôi, chứ còn không lựa chọn được những cái gì khác nữa. Et là rapport sommeil. Donc, il va voir pour la dernière nuit le nombre d'heures d'utilisation et l'étanchéité du masque sur la dernière nuit. Và cái màn hình tiếp theo là cái phần mà bệnh nhân có thể xem sơ bộ được cái dữ liệu báo cáo của đêm vừa qua, tức là họ xem là họ dùng máy được bao nhiêu lâu và cái sự gắn kết của cái mask thở ấy, nó có bị dò khí hay không, vì là nó là mặt xanh hay mặt đỏ đấy. Après, le patient il peut télécharger sur son téléphone une application qui s'appelle MyAir. Donc je cherche si je la trouve. Je la trouve pas. Và nếu như mà bệnh nhân họ cài đặt các cái gọi là các cái phần mềm hay là các cái gọi là cái gì ở trên điện thoại nhỉ? Cái ứng dụng ở trên điện thoại ấy, thì là cái dữ liệu ở trong máy này nó sẽ truyền qua cái ứng dụng đó và bệnh nhân sẽ xem được các cái bảng báo cáo dữ liệu. Je ne sais pas où elle est, mais il y a une application et avec l'application, il peut avoir aussi connexion Bluetooth et avoir le nombre d'heures, les fuites, l'index apnée hypopnée résiduelle. Le patient, il peut suivre avec l'application. Và dữ liệu nó sẽ được truyền qua Bluetooth và bệnh nhân sẽ xem được những cái dữ liệu cơ bản, ví dụ như là thời gian thở máy, dò khí và cái chỉ số ngưng giảm thở tồn dư là bao nhiêu. Donc on revient à l'accueil. Alors ensuite, pour accéder au menu de réglage, régler les pressions et tout, il faut appuyer en même temps sur les deux. Và tiếp theo để vào được cái trình mà chỉnh chế độ cài đặt dành cho các bác sĩ đấy, thì chúng ta sẽ ấn vào hai cái nút đấy cùng một lúc, cái nút mua nhà và cả cái nút khởi động. Voilà. Donc là on a accès. On va avoir accès aux réglages, les pressions, etc. On va voir. Và khi đó thì chúng ta sẽ vào được cái màn hình là chỉnh chế độ cài đặt, là nghe class, là cài đặt của bệnh nhân. Chúng ta sẽ ấn vào đấy. Nó hiện màu xanh ở đấy, chúng ta ấn vào đấy. Donc les réglages, traitement, le mode, donc autoset, autopiloté ou CPAP, c'est pression constante. Và vào cái chế độ cài đặt thì chúng ta sẽ có hai cái mode thở, đó là autoset tức là chế độ tự động và CPAP là chế độ cố định. Chúng ta chọn cái nào thì chúng ta tích vào đấy thôi. Ensuite, si on est en mode autoset, autopiloté, on peut régler pression maximum, pression minimum. Pression maximum, le maximum c'est 20, le minimum c'est 4. C'est bon. Pour le laver, on enlève ça. Et on enlève ici, on le lave sous l'eau et on le fait sécher. Mmh, entre 4 et 20. Chỉnh tự động như thế này thì chúng ta sẽ có hai mức áp lực là tự động từ mức áp lực thấp đến mức áp lực cao. Thì cái mức áp lực cao này là cao nhất là 20 và thấp nhất là 4. Par exemple, on va mettre 12. Moi, je mets 12, mais on peut mettre plus, moins. Ici, je vais mettre 12 cm. Ça, des pressions minimum. Minimum, c'est 4. 4, c'est le minimum pour renouveler l'air au niveau du masque. Và cái tại sao người ta lại chọn cái mức áp lực 4 là mức áp lực thấp nhất, bởi vì là người ta thấy rằng là cái mức áp lực 4 là cái mức áp lực để cho chúng ta có thể thay đổi cái dòng khí ở trong cái mask đấy, nên nó không bị khí nó ứ ở trong cái mask đấy. Donc, pareil, on peut régler. Moi généralement je laisse à 4. Après on peut mettre, si le patient dit qu'il n'a pas assez d'air au début, on peut augmenter la pression minimum. Ở đây thì cái mức áp lực thấp nhất là để 4 và thông thường tôi cũng chỉ để 4 thôi. Còn nếu mà bệnh nhân người ta phàn nàn, người ta kêu rằng là tức là người ta bị hụt hơi, tức là không đủ không khí để vào ấy, thì có thể là tăng lên 5. Ensuite le masque, donc masque c'est pareil, on peut régler ici ou le patient peut régler nasal, facial, narinaire, c'est pareil. Tương tự như cái phần mà lựa chọn của bệnh nhân thì chúng ta cũng có thể là lựa chọn các cái loại mask là mask mũi mặt hay là mask mũi miệng cho bệnh nhân. Le confort. Alors ça c'est autre chapitre, le confort. Réponse standard, bon,
C'est des nuances pour l'algorithme. Tous les mois, standard, soft, c'est plus doux. Pour la montée en pression, c'est plus doux. C'est des nuances. Tiếp theo là cái chế độ mà thoải mái cho bệnh nhân thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái chế độ thoải mái là tiêu chuẩn hay là nhẹ nhàng ấy, thì có nghĩa là cái áp lực nó sẽ tăng lên hơn mức nhẹ nhàng, tức là cái áp lực nó sẽ tăng dần lên từng mức để nó nhẹ nhàng, hay là nó sẽ tăng theo tiêu chuẩn. La durée de la rampe, alors pareil comme le tout à l'heure, hein, là, cái thời gian mà ram, cái thời gian tăng áp lực thì nó cũng tương tự như cái độ của 15 đến 45 phút đấy. Soit auto, soit en laryngue. Ça, c'est la pression initiale de la rampe. On peut avoir une pression initiale différente au début pour la rampe. C'est-à-dire, on peut mettre 5, 6, par exemple. Và tiếp theo là cái áp lực mà khởi đầu ấy, tức là cái áp lực mà ram nó chạy từ dưới lên trên ấy, thì là chúng ta sẽ chọn ban đầu là 4. Le PR, donc c'est le confort expiratoire, la diminution de pression à l'expiration. EPR là lúc nãy chúng ta nói rồi là cái mà bệnh nhân sẽ, tức là cái máy nó sẽ giảm áp ở cái thì thở ra để cho bệnh nhân thoải mái ở thì thở ra. Donc si on met on, on a. Chúng ta sẽ kích hoạt chế độ on hoặc off, tức là có sử dụng chế độ thở ra thoải mái hay không. On peut mettre EPR uniquement sur la rampe ou toute la nuit. Và chúng ta sẽ chọn là cái thời gian thở ra thoải mái này là nó chỉ trong cái thời gian chúng ta đặt ram thôi, tức là 45 hay phút hay là 45 phút thôi, hay là tất cả toàn bộ cái đêm đấy nó đều có sự giảm áp ở thì thở ra. Ensuite, le niveau EPR, on a trois niveaux, 1 2 3. Và cái mức mà thở ra thoải mái đấy thì chúng ta sẽ có 3 mức, là mức 1, mức 2 và mức 3. Ensuite, donc EPR, on va mettre. Elle a une question quand même. Oui. On va mettre sur off. Au début, on le met pas. Và như lúc nãy tôi giảng rồi đấy, thì khi mà khởi đầu thì chúng ta để EPR là off để nó đỡ bị xuất hiện các cái cơn thể giảm thở. Circuit, donc standard 15 mm, midline 12 mm. Hein. Và cái dây thở là chúng ta sử dụng cái dây gì thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đó. Nó có thể là dây thở tiêu chuẩn hoặc là dây thở slim, tức là nó là cái loại 12 mm ấy, đường kính ấy. Alors ça c'est si on met un filtre antibactérien, mais on met pas en général de filtre supplémentaire. Tiếp theo là nó là cái phin lọc vi khuẩn ấy, nếu mà chúng ta có đặt cái phin lọc đấy thì chúng ta sẽ chọn le lendemain après la nuit. Accès limité, c'est pour l'accès à la connexion télé suivi. Mais généralement, on le met comme ça, c'est l'accès uniquement à la machine. Comme ça, ça protège l'accès de l'extérieur. Và tiếp theo là cái chế độ cài đặt mà có cho phép để mà chỉnh không ấy, tức là nó giống như là cái chế độ bảo vệ ấy, tức là cái khả năng mà chỉnh máy là bị hạn chế. Thì là nó sẽ không cho cái việc mà chỉnh từ xa ấy. Et puis smart start, c'est le démarrage automatique. C'est-à-dire, si c'est sur on, quand le patient met le masque, ça démarre automatique. Il enlève le masque, ça s'arrête. Il le remet, ça redémarre, c'est automatique. Và tiếp theo đó là cái chế độ mà khởi động thông minh. Nếu mà chúng ta chọn là on thì có nghĩa là bệnh nhân cứ bỏ cái mask ra thì là cái máy nó sẽ tự tắt, mà bệnh nhân chụp cái mask vào nó thì sẽ xác định cái hơi thở, là có nhịp thở thì nó lại tự động bật. Pour les rappels, c'est si on veut faire des rappels pour l'entretien, etc. Pour les rappels pour le masque, pour changer le masque, le rappel pour l'entretien du réservoir. Alors là, l'humidificateur, il est pas, il se met ici, l'humidificateur. Hein. Là, j'ai oublié d'apporter un humidificateur. Bon. Et tiếp theo đó là cái phần mà của nhà sản xuất ấy, thì là về mask thở hay là các cái thông số về mask thở, rồi thông số về cái bình làm ẩm ấy. Hôm nay ông quên không mang cái bình làm ẩm đấy. La langue, on peut mettre. Và cái ngôn ngữ thì có thể thay đổi được, nhưng chắc cái bản này là bản viết pháp. La date, c'est bon, l'heure.
et on vérifie si quelle heure il est. C'est obligatoire. On va mettre la bonne heure. Et sur la carte, on va mettre les réglages. Unité de pression, unité de température. Réglage par défaut, on revient au réglage, par exemple, pression 420. Et puis enfin, effacer données, c'est pour effacer les données sur la carte. Effacer les données enregistrées dans l'appareil. Donc, en principe, on ne le fait pas, on laisse les données. Và có một cái nút được gọi là nút xóa dữ liệu ấy, thì các bạn đừng có mà tay máy nghịch vào, bởi vì nó sẽ xóa hết các cái dữ liệu trong này. Et ça, c'est les caractéristiques, le numéro de l'appareil, le numéro de série, etc. La connexion, vous voyez, là, il a repéré la connexion 4G, Viettel, il a repéré. Voilà, pour les réglages. Hein. Quand on a fini, donc on ressort accueil, quitter menu clinique, là on revient menu patient. Chúng ta thoát ra thì nó sẽ lưu lại các cái dữ liệu mà chúng ta vừa mới cài đặt, và bệnh nhân sẽ bắt đầu sử dụng cái áp lực mà chúng ta vừa cài đặt. Voilà. Qui veut essayer? Ai muốn điều chỉnh cái máy thở này? Ok. Mình sẽ thở hay là điều chỉnh? Bon, enlever les lunettes, alors c'est vrai. Ouais. Non, on va régler le. D'abord, régler le masque. C'est ce que l'on appelle la fuite intentionnelle volontaire. Il y a le masque ici et là. Et les fuites non intentionnelles. Les fuites involontaires. Les fuites involontaires, c'est. Non, il faut que le masque soit bien adapté, mais pas trop serré. Ou un trou dans le tuyau. Si on le serre trop, ça écrase la vue. Chúng ta phải lắp cái mask thở làm sao cho bệnh nhân dung nạp được tốt nhất mà nó không bị chặt quá, bởi vì nó bị chặt quá thì nó sẽ gây một cái tổn thương ra diện tích chỗ chỉ chú ý là từ cái lỗ nhỏ của cái mask mà là đương nhiên rồi, còn những cái lỗ này là do cái lỗ này. Donc la première chose c'est on change le masque nasal pour le masque facial. Ça. Alors après, il faut expliquer qu'il faut fermer la bouche, bien respirer par le nez, hein, que par le nez, bien fermer la bouche, et pas, il ne faut plus parler. Et donc, on va sentir de l'air qui arrive. Hein. Bien respirer par le nez, il va sentir qu'il y a de l'air qui arrive. Et ça dépend. Pour se mettre les fuites, c'est les barres vertes en bas. Et pareil, voilà. Il démarre automatique. Parce que là, on a réglé la pression à 4. Il s'éteint, c'est normal. L'écran il s'éteint pour que ça gêne pas la lumière pendant la nuit. Tại sao cái màn hình nó tắt nhưng mà máy thì nó vẫn chạy, bởi vì là nó sẽ để tạo ra cái đảm bảo là không có cái ánh sáng ở trong đêm. Và nó sẽ bắt đầu bằng cái áp lực là 4 cm nữa. Là l'écran il n'est pas digital. Philips, c'est les nouvelles Masfed. Maintenant l'écran est digital. Cái máy này thì nó không cho chúng ta chỉnh bằng kiểu bằng tay ấy, cảm ứng bằng tay, nhưng mà cái thế hệ mới nhất của Philips thì nó sẽ chỉnh. Sentez l'air qui arrive.
Em có thấy là cái không khí nó đang đi vào mũi không? Là chưa cảm thấy được rõ. Sau khi ông mê đàn này, sau đó là mais il ne faut pas qu'il y ait de fuite dans les yeux, pas en bas non plus, mais surtout pas dans les yeux. C'est une autre pièce que l'on a. Voilà, maintenant il peut dormir. Donc là, la pression, elle va rester à 4, bien sûr. Et on peut le changer une fois par an. La pression, elle ne monte pas, bien sûr. Elle monte seulement quand on dort. Et si la respiration continue, l'appareil monte sa pression. Là, il va rester à 4. Et on va rester à 4. Il met le temps d'utilisation, bon là, seulement 3 minutes, et il met l'étanchéité du masque. Là, c'est bien, l'étanchéité du masque était bonne, pas de fuite importante. Và khi mà chúng ta tắt máy đi thì chúng ta sẽ có cái màn hình báo cáo là khí thở của bạn rồi, và máy cái kết nối với cả master của bạn là rất là tốt. Il redémarre tout de suite, il redémarrage automatique. Và sau đó, sau khi mà tôi tắt đi thì máy nó lập tức là sẽ được khởi động lại, bởi vì là nó nhận ra được cái nhịp thở của bệnh nhân và tiếp tục nó thở. Et quand il est réglé comme ça, pour l'enlever, on ne bouge pas le réglage. On le remet, on le met, et en principe, il va s'arrêter tout seul. En principe, bien, si on utilise du savon. Sinon, s'il ne s'arrête pas, on appuie, on arrête. Bon. Il ne s'arrête pas, on va l'arrêter. Voilà. On peut faire. It's unlocked, yeah. Ah, oui. Moi, je vais voir tout ce qui est maillé. Quelles sont ses impressions? Ça ne marche qu'avec le masque nasal. Le soft stop. Masque. Face. Et que je mets dans Smart Marta. Ah, si, maintenant il y en a. Ah, oui, ok. C'est mignon. Avant, on ne pouvait pas avec un full face mask mettre le smart stop auto et maintenant on peut. Ah ouais. Reminder for mask user on sensor. Tu la laisses, ta PPC, tu la laisses, donc on va dire à madame, on va faire une photo. Il y a une question sur le machine. Oui. Si on choisit les
C'est reminder, un souvenir quand on a changé le masque, quand on a changé le cube. Oui, oui, c'est automatique, c'est il faut. C'est comme le masque, masque nasal, masque facial. La machine, elle ajuste le niveau de fuite attentionnelle. C'est pour ça qu'il faut renseigner le type de masque. Le type de masque, le filtre, surtout le type de masque. Là cái độ dò khí bao nhiêu nó là cái ngưỡng ấy để nó tự động là nó sẽ chỉnh, tức là với cái mask em chọn như thế, với cái dây thở em chọn si như thế thì patient, nó sẽ tính par exemple, là cái on fait erase data, ça efface toute la mémoire. Si on veut remettre les réglages par défaut, là vous devez faire cái mask xuống miệng, thậm chí là nó có thể cao hơn nữa thì nó vẫn là bình thường, nó sẽ tự động restore mask. Donc là on a la carte mémoire, la carte SD, carte mémoire pour sortir sortir les données, analyser les données sur l'ordinateur. Et là on met l'humidificateur, si on le met ici. Sorry, how can we recognize the line is standard or smaller? What about the water used in the machine? Do we need the sterilized water or just the normal water? No, sterilized, no more water, but with low calcium. Low calcium water. Oui, mais il faut le réseau ici au Vietnam. Pour envoyer le sodium, pas le problème de la machine, c'est le problème du réseau. Non, sodium, mais le matin, il faudrait que le Vietnam soit équipé. Un deposit of calcium in the bank, like tea machine, coffee machine, like this. Le système de gasmet, cái nước mà đổ trong đấy chỉ là nước, tốt nhất là cái nước mà nước đất ấy. Oui. Không thì chỉ là nước bình thường thôi, là cái nước đấy là nước mà cái nồng độ canxi nó thấp, không được đổ với muối, bởi vì muối thì sau nó sẽ làm hỏng cái máy. Selon votre expérience, si le patient est obèse, selon votre expérience, si le patient est obèse ou le pH est trop élevé, utiliser quelle pression pour la pression maximale, peut-être 14. Oui, exact, oui. Le patient chez les grands obèses, il faut souvent une dépression plus élevée. On peut commencer par 12, mais on peut mettre 14, et puis après on regarde. Si, et parfois il faut 16, 17, 18. Parfois chez les grands obèses, il faut des pressions plus élevées.
quét là sao mà lại On va laisser dans 5-8 heures faire une photo, ça leur plaira vite à l'heure d'avoir. C'est le modèle, c'est le. C'est pour le fabricant pour identifier ça. Je pense que c'est le code barre du fabricant. Après le période autopiloté, on choisit qu'un presse. C'est pour le fabricant. C'est le pression 95 et le pression efficace chez ResMed P95, chez Philips c'est P90. Et les autres fabricants, Lovenstein par exemple, autres fabricants, il y a les deux, P90, P91, c'est pareil. To unlock, pour débloquer, deux boutons en même temps. Ok, open. CPAP, c'est continuous positive air pressure. Change. Okay. Rate, for example, and run time 30 minutes. Okay. Ah, la machine va commencer avec 4. Pendant 30 minutes, la pression va monter, et ensuite 8 tout le temps. C'est le confort. Mais c'est mieux. En général, on met 30 minutes. En 8, ça laisse le temps pour s'endormir. Si on veut changer, auto 7. Entre. Moi, je fais 4, 14. Le masque, le choix du masque, c'est important. Round time, pareil, 30 minutes. Et pression de démarrage, 4 cm. Si le PR, c'est un mode confort. C'est à l'expiration, la pression va baisser. Ça fait comme ça. On choisit on ou off. Mais on ne le met pas d'emblée. C'est vrai. On le met si le patient trouve. Si la pression efficace est élevée, le PR, parfois, il vaut mieux rester en mode autopiloté. Parce que. C'est 13, 14, c'est vrai, c'est élevé et la tolérance peut-être pas très bonne. C'est difficile pour respirer. Ouais. Donc c'est mieux, si on a une pression efficace élevée, il vaut mieux rester en mode autopiloté pour que à certains moments la pression est diminuée un peu. C'est mieux toléré, c'est vrai. Il y a trois niveaux de PR, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sur la diminution de la pression. Moi, c'est beaucoup. On peut faire une photo avec madame. On fait une photo avec. avec vous, on va mettre là. Bây giờ làm test luôn. Lúc ông phê test được
on fait le test de cours de vie. Et après, on va avoir le certificat. Oui, juste une photo maintenant. On va faire une qui fait la photo. Oui, peut mettre laisser vite à l'air, ça leur fera plaisir. Non. Bác ấy cho mình hai cái máy này, thưa chú Ải. Vâng, xin được có vui vẻ nhận không? Ôi ra đây, mọi người ra đây chụp ảnh. Ra đây, em ơi. Bien sûr la photo. Đứng đi em ơi, đứng tập trung vào đi. Có phải bỏ ấy không? Có phải bỏ cái rèm này lên cho sáng? Bật lên đèn, bật lên đèn em ơi. Ah oui, très bien. Bien sûr, la photo. Có, tí nữa cái chụp máy này Đức kia chụp xấu lắm rồi, máy khác đi. Máy gì ấy? Máy không máy ảnh máy của thầy. Mình đâu? Như máy hơi bị nghiêng rồi. 1, 2, 3. Chụp có tâm vào. Có máy của mình em ơi. Máy Đức xấu lắm. Mình của anh Đức. Envoyer des informations pour Dr. Tuấn.
Ah, ok. À l'université. D'accord, oui, oui, on fera après, oui. Oui, 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 c'est pour le DIU. C'est les nids, c'est le DIU. C'est vrai, c'est vrai. Et alors, cet après-midi, qu'est-ce que vous voulez faire? Cet après-midi. Est-ce qu'il y a des... Moi, je peux, si vous voulez, je peux faire le suivi des suivis des traitements avec les données des machines. Moi, je peux, si vous voulez. Oui, ouais. Le suivi des traitements. Oui, bon, ok. C'est bon, d'accord. Le médecin. Oui, d'accord.